Nhưng mà ở Việt Nam bây giờ mọi người vẫn đi làm thứ bảy trở thành norm rồi đúng không? Đúng không? Không, thường thì chỉ đi làm thứ bảy thôi nhá. Cơ bản là ví dụ trường em ấy thì sinh viên học có 3 năm thôi, học theo chương trình của Pháp nên nó khá nặng. Thì phải dồn, nhiều khi dồn lịch sang cả thứ bảy chủ nhật. Thì cái đấy là cái chuyện thầy kiểu chấp nhận đi dạy thêm thôi. Chứ các trường đại học khác thì học sang thứ bảy là cùng. Mình ngày xưa rồi mình cái đời mình thời mình đi học mình chả ra có khái niệm đi học thứ bảy các thứ, Vâng. bảy chủ nhật Thì đấy, lang thời thang. thời em học sinh viên học bên khoa học tự nhiên thì thứ bảy cũng nghỉ thôi, không phải gì nữa. Thế Phenica là này Peter đã phải dạy chưa? Kỳ nào phải dạy chưa? Em kỳ sau anh Vẫn còn đang kỳ này được kỳ cho tập kỳ này thì trung. đang đang giữa kỳ, mọi học sinh sinh viên bây giờ là đang chuẩn bị thi cuối kỳ mà. Mình bên này thì đợt này đang là mùa hè thì phải tầm tận tháng 3 mới phải đi dạy lại. Nghỉ dài thế nhỉ anh nhỉ? Sinh viên nghỉ đi làm intern hoặc cái gì đấy cho cán bộ để catch up nghiên cứu. Ai 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 cần tăng tốc nghiên cứu đợt này thì tăng tốc đợt này, bắt đầu vào semester là vỡ mặt rồi thì là thôi. Thì, đấy. Ô, nhưng mà đợt vừa rồi em thấy là kiểu mọi người cũng lôi các cái như kiểu data ở trong máy của họ ra thì viết bài, thì em nghĩ là chắc cũng hết vốn rồi đúng không? Những người người nào mà làm thực nghiệm thì cũng bị hạn chế nhiều, làm thực nghiệm các thứ. Em thấy ví dụ như thực nghiệm đợt này này thì là về đo mẫu này hay là chế tạo mẫu cũng cũng khó khăn hơn, hoặc là nhập hóa chất thì cũng phải đợi nữa. Thế là đang có sẵn cái gì thì cứ lôi ra dùng thôi. Kiểu có data thì người ta check lại. Quan trọng thì mình cũng ấy, như con đoạn là mình có sinh viên làm PhD thì mình phải phải bất kể tình huống nào vẫn phải nghĩ ra cái gì đấy cho nó làm, chứ không để tốt nghiệp COVID nó không có đợi đâu. Trường thì chỉ người ta chỉ có gọi là châm trước cho sinh viên năm cuối, sinh viên năm cuối mà bị dính COVID không làm được thí nghiệm thì gấp quá thì buộc phải thì phải xin delay, chứ còn có người xin take leave vân vân. Nhưng mà sinh viên mà đang 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 năm 1, năm 2 thì COVID mặc kệ, vẫn phải làm cái gì đấy, vẫn phải chiến đấu. Thế nên là nhiều đứa phải xoay ra làm mô phỏng các thứ lý thuyết. Thế thế nên là nhiều khi là phải nghĩ ra thứ để mà làm, để mà Em thấy thực ra là đúng nghĩa trong trong thời buổi này thì nghiệp simulation và lý thuyết nó lại đang rất là có lợi. Chào Quang. Hai anh. Chào anh Quang. Đây là Chào mọi người. sếp Quang Trần, những đại ca sừng sỏ ở UIUC. UIUC đợt này mình cứ như UIUC đợt này vẫn đang chắc đang đợt tuyết lạnh đúng không? Hôm nay mới có tí tuyết rồi Tí tiết mà à? lạnh Nhưng lắm. mà đợt mà lạnh bắt đầu nó đóng đóng đá rồi, đóng băng rồi là bắt đầu lạnh buốt. Đá Còn tuyết thì chính rồi ra là đấm tuyết thì còn ấm, chứ còn bắt đầu đóng đá rồi là mệt lắm. tự nhiên cái mấy ngày trước nó đang cỡ 40 độ F thì tự nhiên cái này nó drop còn có 90 độ cái. UIUC là cũng mọi người cũng bắt đầu để tiêm vaccine COVID cái thứ Chưa bạn, chưa hay là test nữa. test À, rồi, có bắt bắt gọi là test một tuần hai lần thôi chứ chưa có vaccine nào. tức là bắt buộc luôn hả, hay là bắt buộc một tuần hả? Hai lần hay là Trường trường mình oh. là có cái kiểu mà test nước miếng này, À à slide test bằng giống như là nhỏ nước miếng vô cái tube đó, xong rồi
Thì nhưng mà cái bộ đấy là do bên nào sản xuất, tức là Trường mình mình luôn. bên trường mình à, ừ, trường mình đúng không? Bởi vì em cũng nhận được email, cũng thấy khoe là trường trường mình sản xuất ra một loạt bộ kit, rồi kiểu là đại khái là chúng tôi giữ các bạn an toàn, Hay rất có phết lý nhỉ. mà Em mày. thấy còn lấy cả dịch mũi nữa mà đúng không? Không, trường này không lấy dịch mũi. Cái đấy là PCR, cái này chắc là kiểu là bộ Mắc kit lắm. test nhanh. Cái kiểu mà test mũi là chắc là mấy cái người mà ở ngoài trường á, mấy người đi làm ở trong community này á, giống như làm ở trong mấy cái khu mà ngân hàng hay là nhà hàng gì đó, chắc người ta test ở ngoài thì chắc phải lấy nước Tiếp mũi. xúc nhiều người nhé. Nhưng mà cái Nhưng này mà gọi là bắt nó buộc, phí không bắt buộc là không 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 dù dù anh không có triệu chứng nhưng mà người ta vẫn yêu cầu anh phải test đúng không? mà Ừ, trường mình em nghe nói là cái ông Nigel Goodenfield ở bên khoa vật lý, chắc chắc là anh Jonathan cũng nghe nói đúng không? à. Đấy thì ông ý đại khái là ông ấy có những cái lý thuyết tính trên thống kê rồi simulation cái thứ, thì ông ấy bảo là ông ấy kiểu là ngồi detect là test những vùng nào như thế nào và kiểu mật độ là bao nhiêu cái thứ, thì nó sẽ là kiểu là effective nhất. Effective Và đấy thì kiểu như thế, bởi vì nhất. như kiểu là nguồn lực thì có hạn, thì ông ấy gọi là có những cái modeling như thế, thì đại khái như là được được chính phủ rất là welcome, gọi là Cái này cũng đấy thế. đấy đấy là lý do Chắc tại sao mà kiểu là đừng cái đâu. campus của UIUC được được đặt làm đại bản doanh test. Công nhận là, nhưng mà đúng là các nhà toán học vật lý đợt này cũng ngồi nhà buồn, xong bắt đầu mới lôi các mô hình ra. mô hình à, xong rồi cho AI dự đoán đúng không? Có nhiều, ôi bên này đủ thứ, machine learning, AI, data không gần như không có mấy, nhưng mà vẫn ngồi predict được trend nó đi xuống như nào, đi lên nào, đấy siêu. Mình Em bảo thấy ôi các con bác Việt Nam cũng thế mà, không chỉ ở nước ngoài đâu, Việt Nam cũng thế. vui mà. Nhưng Ủa bên mà Úc có cái vaccine? Bên 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 Úc thì khả năng chắc là cũng phải mua nhiều vaccine rồi đúng không anh? Úc thì chính phủ này gọi là gì nhỉ, phổ cập y tế toàn dân, thế nên là chuyện chính phủ dân nó không phải 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 phải, phải gọi là quan tâm đến là chính phủ có mua hay không, chính phủ bắt buộc phải mua, nghiễm nhiên phải mua. Thế nên là giờ là chính phủ mua đủ rồi, mua tức là mua đặt hàng mua đủ mỗi người dân hai hai mũi rồi. Đấy, nhưng mà có Tức điều là đến là bao dân giờ, số cũng ít. tổng cộng thì có hơn 25 triệu thôi, thì mua thì Ôi, không biết vậy thôi hả? vậy nghĩ vậy thôi, rộng thì cũng ngang cũng phải tầm cũng gần gần như Mỹ. Đấy, À, nhưng mà dân dân số thì có tí thôi. ít thế nhỉ? Có 25 triệu mới hả? Wow, ít thằng Việt Nam Nhiều luôn. nước châu Âu trông trông thế thôi mà nó cũng chỉ có 10 triệu dân hoặc là 7 triệu dân. Đấy, thế nên là nó cố tình nó duy trì cái dân số thế để cho nó sustainable mà. Wow. Nó không 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 tìm cách tăng lên. Chứ còn thực ra bên này ngoài ra nó cũng có hạn chế, là có cái sa mạc, mấy cái sa mạc lớn. Nếu mà do một cái climate change nào đấy mà nó phủ xanh được mấy cái sa mạc đấy thì nó lại thành cường Bảo nó đặt Nhưng solar mà panel rồi. có nhiều ông cái như kiểu nông nghiệp xanh các thứ ở trên sa mạc thì ở bên Úc có không? anh không rõ lắm, anh cũng không không để ý, nhưng mà túm lại là Úc thì nó các vùng xanh của nó thì nó cũng tương đối nhiều, phục vụ đủ dân cư này, dân cũng chẳng có nhu cầu phải lên sa mạc kiếm trác gì trên đấy nữa. Trên đấy có cái hội nó đi đào mỏ tìm than khoáng sản hay là tìm vàng ấy, thì nó cứ mò lên khu vực đấy thôi, còn lại dân Úc bình thường thì sống coi như là kiểu như nó isolated tương đối, vì nó là một cái giống cái đảo lớn, thành ra là cũng chả ảnh hưởng mấy cuộc chiến tranh bệnh dịch luôn. Dân Úc gần như là sống như kiểu là tao chả cần phải tích lũy gì ngày mai theo kiểu ấy, vì
thiên nhiên khoáng sản rồi mọi thứ nó trù phú, thế nên là rừng vàng cha biển tôi phải vàng. lo. Ngày Ủa, anh xưa thấy ở Úc với ở Mỹ sao anh? Như Úc Mỹ nhau á, cũng 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 có nhiều mặt khác biệt, cũng có nhiều mặt cũng ok. Mỹ thì được cái thích làm việc trâu thì có môi trường để làm việc cho nó trâu. Úc thì nói chung cũng vừa thôi. Đấy, mọi người còn 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 enjoy life, đi chơi vân, với lại họ làm nhiều quá người ta chửi. vậy luôn đó hả? ừ. Ai biết làm thì cũng không phải là quá khuyến khích đâu. Nên là Nhưng mọi người chuyên nhưng mà đợt này nhập nhập một loạt Mỹ về nên là Mỹ mới rồi điên cuồng. Chứ còn bình mà thường là người dân Úc là hàng năm là thường bình thường là làm có 9 tháng còn lại 3 tháng chơi du lịch như vậy. Đùa. không biết là dân Úc có bị cái tình trạng insecure giống kiểu dân Pháp à, khi mà thấy dân nhập cư làm việc điên cuồng quá, thế là cũng kiểu đòi quyền lợi trong biểu tình thôi. Dân Úc sống ngon lắm mà, cũng đâu phải làm khoa học đâu, cứ bán cà phê không đã sống ngon. Nên là cũng enjoy life, làm nghệ thuật rồi đi vâng, chúng lại là cũng khá là tương đối là hoàn cảm giác của mình cũng cảm giác như là mọi người cũng relax nhiều, cũng không phải innovate này hoặc là làm cái gì nó ghê gớm, nhưng mà mọi người cũng cảm Em là thấy em là biết cái hai người vào Úc rồi, anh với lại một ông Đậu Sinh Hoàng ấy. Trước cũng ở trường này xong vào Úc ấy. có Hoàng nó cùng trường Anh đó. Hoàng nó bên computer science mà nó cũng cùng trường Ủa, Anh. ông chung trường hả? Gặp nó suốt mà Covid như ấy, chứ còn không thì nó vẫn lang thang trên city gặp suốt anh em gặp nhau. Hồi hồi nó sang trường Anh là thì anh vẫn rủ sang trường cho nó lên city cho nó đông vui. Trường của Hoàng thì trước hồi trước Hoàng làm postdoc thì trường nó khác. Em Phương ơi, bây giờ em xin phép bắt đầu được không ạ? Đấy, mình cũng hơn 10 giờ rồi. À, dạ vâng. À, thế xin chào các thầy cô và các anh chị em của iVietnamese Material Network. Thì hôm nay rất vinh dự có một bài talk của anh Jonathan Phương Trần. Đang là giảng viên của trường đại học RMIT Úc. Anh làm ở School of Engineering, khoa Civil Infrastructure Engineering. Anh Phương thì cũng khá gần gũi với ở Việt Nam thôi, vì anh Phương học cấp 3 là AMS đúng không ạ? Thế xong rồi đại học thì học đại học tổng hợp. Và anh Phương làm tiến sĩ ở đại học Illinois. Còn bây giờ thì thầy đang dạy ở RMIT. Ở Việt Nam mình hay gọi RMIT đúng không ạ? Và bài talk hôm nay của anh Phương thì về vấn đề rất là gần gũi trong cuộc sống nữa, về recent progress in research and applications of 3D printing in Australia. Thì cái này trước đây đã được quan tâm rất nhiều rồi, nhưng mà nó vẫn còn vướng mắc giữa cái vấn đề là academic và civil application. Thì vâng, hôm nay thì xin mời anh Phương ạ trình bày. Cảm ơn cảm ơn Linh, cảm ơn các bạn ở trong network đã coi như là invite, tạo điều kiện cho mình được share những cái hiểu biết của mình về lĩnh vực này một chút. Thì mình share cái screen của mình thì mình nói chuyện tiếp rồi. Ok, mọi người nhìn thấy cái slide chưa nhỉ? Em nhìn thấy rồi. Dạ, em nhìn thấy rồi. Ok. Thế thì cảm ơn Peter, cảm ơn Linh đã mà bố trí, đã coi như arrange cái talk này. Thì mình cũng dự rất nhiều một số cái talk ở diễn đàn rồi. Trước thì có một cái topic mà mình một cái coi như là co-founder của diễn đàn đã trình bày về 3D printing. Thì bạn Minh Sơn Anh Phạm Minh Sơn. Phạm Minh Sơn ở là
Anh đã trình bày sơ qua về cái mảng in 3D ở trong một cái khái quát về, và thứ hai là cũng có một số những cái khá thú vị về tình hình in 3D ở ở Anh cũng như ở châu Âu. Thì mình cũng không 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 quá đi sâu vào khái quát đó, nhưng mà mình cũng muốn provide cái perspective cho những cái bạn nào mà interested vào cái mảng in 3D ở Úc, thì và interested là về sau này có muốn develop cái future research ở Australia thì mình cũng có thể provide một vài cái perspective thì trong cái hiểu biết của mình. Thứ hai là mình muốn là sau này, sau cái bài talk thì bạn nào cũng có cái question gì về cái cuộc sống, rồi về tình hình nghiên cứu, rồi tình hình học học nghiên cứu, học tiến sĩ, hoặc là những cái cơ hội ở bên Úc, thì mình cũng happy để mình trong cái hiểu biết của mình có thể answer. Và một cái nữa là thực ra mình cũng, tại vì lý do là mình cũng sang Úc thì cũng được một thời gian cũng tương đối lâu, tầm 7 năm, gần 8 năm, thì mình thấy mình cũng có những cái comparison trước đấy, thì mình sống và làm việc ở Việt Nam, rồi sống và làm việc ở Mỹ, rồi sang Úc thì mình cũng có những cái comparison nhất định, có những cái hiểu biết nhất định về hệ thống giáo dục của Úc. Mình có biết cái gì đó mình có thể share được các bạn thì mình có thể share. Nhưng mà trước hết thì mình vào những cái phần technical trước. Mình cũng không xa đà vào cái technical detail, nhưng mà mình tụm lại đưa một số cái inspiration để mọi người thấy một số cái hướng research ở Úc và xem mình có thể hợp tác gì được không. Và một cái quan trọng mình muốn clarify đấy là thực ra mình thì background của mình, thì gốc của mình ấy, thì thực ra không phải liên quan gì vật liệu đâu. Mình là gốc là làm về toán, mình học chuyên toán, rồi mình cũng lên đại học thì mình cũng học thiên về toán và cơ học. Thế sau này thì và cũng chả liên quan gì đến xây dựng hết. Thế nhưng mà nghiên cứu thì nói như vậy, cứ như dòng chảy ấy, nó cứ chảy từ chỗ này sang chỗ kia. Thì mình thì vào join cái group ở Mỹ thì làm chuyên về vật liệu composite và thin film cho các cái thiết bị microelectronics. Thế sau đấy thì mình lại làm liên quan đến vật liệu composite ở cái larger scale. Thì sau này thì sang Úc thì mình làm bắt đầu mới chuyển hướng sang nghiên cứu về vật liệu in 3D. Thì có rất nhiều vấn đề, nhưng mà mình có một cái interesting là những cái perspective của mình từ cái nano scale, micro scale, nó giúp mình hiểu hơn cái vật liệu ở macro scale level. Và thứ hai là những cái background về mathematics cũng help để mà understand better cái physics của vấn đề, cái problem. Thế nên là mình có không nói có quá kỹ về vật liệu, về mặt material thì các bạn thông cảm. Thì có rất nhiều chuyên gia về cụ thể hơn về một loại vật liệu nhất định, ví dụ như thế. Thì xin chuyển sang slide. Ok. Thì trước hết là mình muốn nói qua một chút về cái tình hình nghiên cứu vật liệu in 3D ở Australia, đúng không? Thì mọi người cũng muốn tìm hiểu là Úc tình hình như thế nào. Thì mình nói sơ qua tại sao in 3D nó trở thành một cái hot trend ở Úc. Thì Úc thực ra thì dân số có 25 triệu người thôi. Thì cái manufacturing industry của nó thì phụ thuộc rất nhiều vào khai khoáng, phụ thuộc vào du lịch, rồi các lĩnh vực khác, giáo dục v.v. Thì trước đây thì cũng có một số cái lĩnh vực mà mình Úc thì tương đối là phát triển, ví dụ như là cũng có những thành tựu nhất định, ví dụ trong lĩnh vực sản xuất ô tô, cũng có một công ty sản xuất ô tô. Thì tuy nhiên là cái môi trường của Úc thì tương đối là nó rất là hostile đối với những công ty manufacturing, bởi vì có những cái vấn đề về về labor, nhân công v.v. Thế nên là dẫn đến là một số cái công ty mà nó đi theo cái phương pháp sản xuất truyền thống thì nó không survive được. Nó thẳng là như vậy. Thì nó không thể cạnh tranh về giá cả với các cái khu vực khác trên thế giới, như sản xuất xe ô tô v.v. hay là những cái sản xuất công cụ trong công nghiệp. Thế thì chính phủ Úc mới thấy ra những vấn đề đó, thì mới focus vào những cái vấn đề gọi là advanced manufacturing. Bây giờ vấn đề là làm sao mà mình tạo ra được các cái ngành công nghiệp mới mà nó dựa vào được cái thế mạnh mà của một số ít các chuyên gia ở trong 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 Úc, và tạo được thế mạnh cạnh tranh đối với trên thế giới.
thì có rất nhiều lĩnh vực require những cái yêu cầu những cái skill cao cấp. Nhưng mà trong 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 một lĩnh vực đấy thì gọi là cái advanced manufacturing đấy, thì có cái 3D printing là một cái lĩnh vực mà chính phủ Úc focus vào. Thì cái thị trường các công ty ở 3D printing cũng như trong lĩnh vực nghiên cứu thì tương đối là busy đấy. Thì nó có khoảng, mình thì đến có khoảng đến gần 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 15 20 công ty từ to đến nhỏ trong lĩnh vực in 3D xuất phát từ Úc và đang thâm nhập thị trường Úc. Thì mình chỉ highlight trên hình vẽ trên trên cái slide này thì một số các công ty, ví dụ như AM, LGD, các công ty này thì có công ty có thể có những công ty chuyên về sản xuất máy in, có những công ty chuyên về sản xuất chuyên về làm những cái chế tạo các thiết bị ví dụ như là động cơ máy bay, động cơ các cái complex engine, các cái turbine bằng cái lĩnh vực in 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 3D. Như là cái công ty Amero ở giữa đây. Rồi có những công ty chuyên về design, ví dụ như công ty Conflux này thì chuyên về thì dùng 3D printing để design những cái thiết bị về để thiết bị về điều phối nhiệt và cách nhiệt trong các cái hệ thống trong trong ô tô hoặc là trong các hệ thống máy bay vân vân. Thì nó cũng dùng 3D printing để tạo ra cái hệ thống nó tương đối phức tạp mà không thể nào mà sản xuất được bằng các cái phương pháp truyền thống. Có những công ty mà như hai công ty ví dụ AML 3D hay như công ty Speed 3D, Speed 3D này thì cũng focus vào sản xuất những cái máy in kim loại cỡ lớn và cỡ nhỏ. Ví dụ như là cái LM 3D này thì nó họ 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 focus vào những cái kết cấu in 3D rất là lớn, trong khi công ty Split 3D này thì lại chẳng hạn như là rất là focus vào cái công nghệ in full metal đấy, thì vật liệu kim loại mà in full nhưng mà với tốc độ rất là cao mà sản xuất cần sản xuất rất là nhanh đấy. Thì ngoài ra những công ty, đa phần những công ty này thì nó lại rất là hay, nó lại nhiều khi nó lại speed up, nó là spin off từ các cái trung tâm nghiên cứu hoặc là các trường đại học ở Úc. Ví dụ một vài công ty trong trong này thì là thường là bắt đầu từ một cái nhóm nghiên cứu phát triển ra một cái công nghệ in full hoặc là công nghệ mới, họ kêu gọi vốn và họ spin off. Công ty Titomic cũng có một công ty điển hình rất là thành công ở Úc trong những năm gần đây, thì họ dùng cái công nghệ in in full của họ, develop có patent các thứ và họ phát triển nó lên thành một công ty startup, rồi bây giờ thành công ty được niêm yết và đã có rất nhiều dự án. Họ họ tuyển cả những cái gọi là technical director, là những người là từng làm cho NASA và SpaceX sang Úc để điều hành công ty, thâm nhập vào thị trường, và họ cũng có những cái dự án rất lớn đối với chính phủ Úc cũng như đối với các cái hợp đồng quân sự rất lớn đối với bên 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 Mỹ. Thế nên là đây là cái điển hình mà nó các công ty mà nó drive cái R&D research ở Úc cũng như là drive cái market ở Úc. Thì đây là cái hướng mà, thế nên là cái prediction của mình trong future là ví dụ như ai mà interested vào lĩnh vực này thì có tương đối khá nhiều cơ hội để mà làm trong lĩnh vực này, bởi vì họ luôn luôn cần những cái nhân công hoặc là những cái kỹ sư chuyên gia giỏi về vật liệu, giỏi về design, giỏi về mô phỏng để phát triển further những cái collaboration này. Đấy, thì mình nói thông qua đấy thì mọi người hình dung được cái market ở Úc như vậy. Còn sau đây thì mình nói qua về cái nhóm của mình, thì nhóm của mình thì cũng có một số sinh viên PhD đa quốc tịch từ khắp các nước trên thế giới. Rồi thứ hai cũng có vài research fellow cũng làm về các cái mảng khác nhau, nhưng mà tập trung vào là một cái hướng nghiên cứu mà mình cảm thấy mình rất excited và interested in, đó là biomimicry và architecture material and structure, tức là các cái vật liệu và kết cấu mà nó mô phỏng theo thiên nhiên, và mình dùng các kỹ thuật trong 3D printing để mình tìm cách mình có thể thì mimic nó. Thì nói thêm về cái trung tâm nghiên cứu của mình ở MIT thì nó đặt tại trung tâm của thành phố Melbourne, thì nó ngay trong cái campus ở trong trung tâm thành phố, thì cũng là một trong trung tâm đầu tiên
của Úc về in 3D, nó thành lập cách đây khoảng độ hơn 10 năm. Thì trong này thì nó có tất cả các cái công nghệ về in, ví dụ như là in vật liệu kim loại hay in polymer hay là in về vật liệu ceramic hay là vật liệu in vật liệu composite. Đấy. Thì mình list ra những cái công cụ như này nó không đầy đủ lắm bởi vì cái bản cập nhật này nó từ năm 2019. Thì cũng có nhiều những cái công nghệ mà mọi người cũng hình dung biết được rồi, ví dụ như là polymer thì có những cái large scale 3D printer như là Fortus, Markerboard vân vân. Thì ngoài ra thì có những cái công nghệ phụ trợ ví dụ như các cái CNC metrology simulation mechanical testing thì nó phụ trợ vào các cái việc vấn đề design cũng như testing của 3D printing. Thì cái trung tâm này thì mình cái toàn bộ cái giá trị của nó trong trong về mặt cơ ngơi cũng như về mặt thiết bị nó khoảng tầm 50-60 triệu đô Úc về cái tổng số, và cái doanh thu nghiên cứu hàng năm từ cái trung tâm này nó khoảng tầm 4 triệu đến 5 triệu đô một năm, từ tức là doanh thu nghiên cứu, tức là các cái contract, các cái hợp đồng trong các cái trung tâm này nó nghiên cứu thì khoảng độ tầm 4-5 triệu đô một năm. Thì mọi người tương đối là khá là trong trung tâm khá khá nhiều academic trong cái trung tâm này, thì có khoảng tầm 10 đến 15 researchers academic trong này, và tương đối nhiều PhD student làm về nhiều lĩnh vực khác nhau ở trong cái này. Thì một trong cái lĩnh vực mà mình muốn, một trong cái hướng trong 3D printing mà mình muốn nói trong hôm nay thì mình liên quan với gọi là cái lattice structure. Thì cái này thì I think Phạm Minh Sơn đã đề cập qua một chút trong bài nói chuyện trước đây của bạn ấy. thì mình thấy cái hướng này thì thực ra là một trong những cái hướng lợi thế của 3D printing mà 3D printing có thể làm tốt hơn so với những cái lĩnh vực khác, khi mà dùng 3D printing để có thể thiết kế kết cấu tương đối tinh xảo. Và thực ra là MIT cũng có những cái milestone, những cái achievement nhất định ở trong cái lĩnh vực này trên so với thế giới, và cũng là một thế mạnh của trung tâm khi mà về mặt design, về mặt testing, về mặt nghiên cứu về các cái cấu trúc này. Thì mục đích thực ra các cấu trúc này thì nghiên cứu rất nhiều ở trên thế giới từ trước rồi. Hồi mình làm ở bên Mỹ thì mình cũng đã nghiên cứu về cấu trúc này rồi. Nhưng mà nó không, hồi đó thì nó không 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 có những công nghệ in 3D, và các cái structure này, các cái lattice structure này, ví dụ như là honeycomb này, hoặc là tetrahedral, hay là square, hay là corrugated vân vân. Những kết cấu này thì thực ra là mọi người ở bên Mỹ hoặc ở bên Anh cũng nghiên cứu rất nhiều, và thường dùng những cái phương pháp truyền thống để mà tạo ra các cấu trúc này, ví dụ như là welding hoặc là joint vân vân đúng lại. Và cái mục đích của nó là để tạo ra cái cấu trúc rất là nhẹ nhưng mà rất là chắc, mà rất là có rất, rất là khỏe, chịu được lực rất tốt. Ví dụ hình ảnh của một cái bông có thể chịu được một cái sức nặng của một cái lattice structure, một cái hình ảnh hết ẩn dụ hết sức thú vị. Ngoài ra là cái cấu trúc lattice structure này thì nó xuất hiện rất là phổ biến trong thiên nhiên. Nó là một trong cấu trúc được ưa thích của thiên nhiên vì nó nhẹ, và thứ hai là nó có cái structure hết sức là được optimize, và nó có những cái ứng dụng, và nó có những cái điều bí ẩn trong đó mà con người vẫn đang tìm cách tìm hiểu, vẫn đang tìm hiểu và tìm cách để giải đáp được, xem đó là những xem là cái mục đích khi mà khi tạo ra các cái cấu trúc thiên nhiên đó nó là như thế nào. Nhưng mà cái cấu trúc này thì lại trong thiên nhiên thì nó lại rất là nhỏ, thế mà bình thường thì dùng các phương pháp manufacturing truyền thống thì chắc là sẽ không thể nào mà đạt được. Thế thì in 3D thì có thể giúp ta có thể đạt được điều đó. Thì mình cũng nói sơ qua về cái cấu trúc này, những cái nghiên cứu gần đây trong nhóm. Thì đây là công nghệ in 3D mà gọi là công nghệ Selective Laser Melting, công nghệ in 3D.
cái đấy là một cái máy in ở trong cái trung tâm 3D printing của mình ở trong ở RMIT, thì nó có bốn cái đầu laser đấy, nó in và nó chạy và nó in simultaneously, tức là đồng thời một, đây là một cái part thôi nhưng mà nó dùng bốn tia laser để nó melt cái metal particle ở trong cái ở trong một cái powder bed như vậy. Sau khi mà finish một cái layer thì completely một finish một cái layer thì các cái tia laser này nó sẽ dừng lại, đúng không? Và một cái layer khác sẽ được phủ lên trên cái layer này. Đấy, các bạn sẽ xem trong những cái bước tiếp theo khi mà chạy lại đó. Thì tức là sau khi mà finish một cái layer thì một cái powder bed, một cái layer của powder nó khác nó sẽ phủ lên và cái quá trình này lại repeat. Thì nhờ cái quá trình in layer by layer này, người ta có thể tạo được những cái kết cấu tương đối là phức tạp. Ví dụ như kết cấu trong on the left hand side này, thì thường mình có thể thấy được là những cái cấu trúc này nó không đơn thuần lattice mà nó có thể là những cấu trúc phức tạp hơn rất nhiều, và gần như là không thể sản xuất được bằng các phương pháp truyền thống. Tuy nhiên có một cái vấn đề đối với các cái lattice structure này, khi mà hoặc là những cái lattice structure ở những kết cấu rất nhỏ này là khi mà in lên xong rồi ấy, thì nó không phải perfect, mà tại vì cái size, cái scale của nó rất là nhỏ. Cái minimum scale của nó khoảng ở tầm, ví dụ như nhiều khi chỉ có 50 micron thì nó rất là nhỏ, mà nó có phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, ví dụ như là cái laser speed hoặc là những cái concentration của laser energy và và nhiều cái các cái parameter khác control cái quá trình printing, nó dẫn đến việc là nó có những cái metal powder. Một trong vấn đề là ví dụ metal powder vẫn không thể stuck ở trên các cái lattice. Thì mọi người cứ tưởng tượng cái lattice này nó giống như cái truss structure đấy, thì nếu mà melt completely thì những cái particle powder particle này thì nó sẽ phải melt hoàn toàn và nó sẽ phải coi như là lúc nó sẽ phải giống như cái truss structure, nhưng mà trong 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 cái design của mình ấy thì nó là một cái cylinder, đúng không, hoặc là một cái cylindrical structure. Thế nhưng mà khi mà thực tế mà in xong ấy thì mình sẽ thấy nó rất nhiều cái powder nó có thể stuck ở trên cái surface này. Ngoài ra nó còn có rất nhiều những cái defects nó liên quan tới cái geometry của cái truss structure này, cũng như có những rất nhiều những cái nhiều khi các cái porosity, những cái pores mà nó gắn kết ở ở những cái pore nó hình thành ở trên cái truss structure này, và nó ảnh hưởng tới cái quá trình ảnh hưởng tới quá trình cái strength và cái performance của cái lattice structure. Thế thì một trong những cái mục đích của những cái nghiên cứu này thì nó đòi hỏi của mình là phải tìm cách phải tìm cách làm sao mà kiểm soát được cái defects ở trên cái lattice structure này, và nghiên cứu và cái tìm cách mô phỏng lại cái quá trình in 3D để làm sao có thể kiểm soát được những cái defects trên này. Đấy là một cái challenges của trong cái 3D printing. Thì thường mọi người nhìn 3D printing thì suy nghĩ rằng là quá trình này trông có vẻ, cái design trông có vẻ tuyệt, có vẻ rất là ok, rất là trông không có vấn đề gì serious. Nhưng mà thực ra là khi mà dùng microscope và mình nhìn vào cấu trúc này, nó có rất nhiều cái vấn đề mà mình cần phải giải quyết. Thế nên là các nhà nghiên cứu về vật liệu, hoặc là những người nghiên cứu về chế tạo máy, hoặc là nghiên cứu về control, là phải luôn luôn nghĩ ra những cái phương pháp để làm sao kiểm soát được cái chất lượng này, hoặc là làm sao để cho cái quá trình in nó diễn ra uniform. Thì trong cái nghiên cứu này cái nhóm nghiên cứu của mình tham gia cùng ở RMIT thì có nghiên cứu về các cái influence của các cái printing parameter đấy vào
cái uniformity hoặc là cái quality của các cái stress structure trong một cái lattice này. Ok, thế thì nó có nhiều những cái parameter như mình đã mention nó ảnh hưởng tới cái quality của cái stress structure này. Ví dụ như là nó do cái print direction cũng có thể ảnh hưởng, hoặc là do cái layer thickness chẳng hạn, tùy vào vật liệu. Ví dụ titanium 64 chẳng hạn, thì tùy vào cái thickness của layer ở đây là 30 micron, tùy vào cái focal length của cái laser, tùy vào cái laser powder, tùy vào cái energy density, nó có thể affect vào cái quality đó. Thì những cái công cụ mà mình dùng thì sau khi mình in, mình có thể dùng những công cụ như là X-ray microscopy để là scanning through cái stress structure này và tìm hiểu xem, reconstruct nó lại và tìm hiểu xem là cái stress structure này từ cái design cho đến cái thực tế nó như thế nào. Thì đây là cái raw hình vẽ ở phía dưới ở cái slide số 8 này, thì show là một số cái cross section của một cái stress của một cái representative stress structure này, đúng không? Thì mình có thể thấy rằng là trong cái design của mình thì mình muốn là nó là một cái hình tròn hoàn hảo, nhưng mà đến thực tế khi mà mình dùng cái X-ray CT scan, mình scan cái cross section của nó, thì mình thấy là nó thực ra nó là thành cái hình rất là random và không phải là hình tròn hoàn hảo. Và như vậy là đến khi mà anh trong cái design của anh mong muốn thực tế của anh là nó có cái performance này, nhưng mà đến lúc mà ra một cái kết cấu in 3D thì cái kết cấu nó lại khác, vì tại vì là các cái design, các cái structure này thì nó hoàn toàn là nó khác hoàn toàn so với cái design ban đầu của anh. Đấy, thì cái scan này mình có thể làm scan các cái cross section này, có thể ví dụ như là tới 120 sample per millimeter, tức là cái scan này nó rất là dense và nó có thể đưa cho mình xem hoàn toàn cái cấu trúc của toàn một cái truss. Đấy, ví dụ như là cái hình cái animation on the left hand side có thể show cho các bạn là khi mà mình, sau khi mình có các cái mình scan các cái cross section này, mình có thể dùng các công cụ về mô phỏng design, mình có thể connect các cái cross section này lại và reconstruct cái 3D stress structure trong 3D printing. Thì vấn đề in situ monitoring, rồi những vấn đề mà về quality assurance hiện tại là một vấn đề hết sức quan trọng ở trong 3D printing. Thì đây thực ra cuối cùng khi mà design các cái AM, các cái stress structure này, nó quay lại một vấn đề toán học hết sức cơ bản của cái thời kỳ mình, ví dụ mình học cấp 2 thì mình có thể cấp 2, cấp 3 mình có thể thấy là một cái beam hoặc là một cái stress thì nó được design bởi cái diameter của nó, đúng không? Rồi nó được decide bởi cái location của cái center của cái beam này. Thì các cái parameter nó control cái performance của cái stress structure thì nó sẽ phụ thuộc vào cái gọi là cái maximum principle of moment of inertia. Đấy, moment of inertia thì cái moment quán tính trong cái này thì các cái đại lượng tương đối phổ biến mọi người đều biết trong vật lý, từ I1, I2, cái okay, moment of inertia theo cái phương x hoặc phương y. Ngoài ra là mình có thể monitor được cái center của cái cross section này nó deviate như thế nào so với cái original center, đúng không? Thế thì mình có thể monitor cái dx dy này, tức là cái biến thiên biến thiên của cái center của cái cross section này với original central axis. Ngoài ra các cái cross section này nó thực ra nó có thể approximate bằng các cái hình ellipse. Và các cái hình ellipse này thì nó có rotate theo các cái angle khác nhau. Thì ngoài cái moment quán tính thì mình có thể và cái deviation của cái trọng tâm của cái cross section này, mình có thể monitor cái rotation của cái cross section này nữa. Và túm lại là sau khi monitor tất cả cái đó thì mình có thể vẽ ra một cái bức tranh tổng thể của một cái đoạn cross section của nó.
Khi mình sample lại thì mình có thể thấy nó rất là nó giống nó sẽ có rất nhiều noise và có rất nhiều variation này ở trong những trong cái hình vẽ này, và sau khi mình connect nó lại thì mình có thể reconstruct toàn bộ cái structure từ cái micro CT images đấy, thì mình có thể reconstruct nó lại thành một cái hình vẽ, tức là từ cái S printed structure và mình có thể reconstruct lại thành một cái structure như vậy đấy. Thì và những cái từng cái small structure này mình có thể reconnect nó lại thành một cái lattice structure giống như hình vẽ này. Đấy. Thì tất cả cái cấu trúc này thì hình dung nó cái diameter của cái structure này nó chỉ khoảng tầm half a millimeter, khoảng độ 500 micron đó, thế. Nhiều khi thậm chí nhỏ hơn, và nhưng mà cái variation in cross section nó tương đối là rõ rệt, và nó sẽ ảnh hưởng tới cái performance của nó. Ví dụ như là mình, nếu mình làm một cái thí nghiệm mô phỏng một cái stress structure so với mình làm cái compression test, là một cái thí nghiệm nén ở trên một cái thanh stress structure từ trong cái thí nghiệm, và mình so sánh với lại các cái mô hình. Và thứ nhất là mô hình idealized, tức là cái mô hình này hoàn toàn lấy từ trong cái mô hình CAD design của mình, hoàn toàn không có gọi là mô hình lý tưởng. Thì cái sai số nó so với cái thực nghiệm tận tới 50%. Đấy. Trong khi nếu mà mình reconstruct cái này completely from MicroCT, tức là mình không có mình hoàn toàn lấy các cái hình MicroCT mình ghép vào thôi, mình không có xử lý thông qua các cái step trước đó, dùng cái scanning layer by layer ấy, thì mình sẽ có một cái kết quả về stiffness là như thế này. Và nếu như mà mình dùng các cái phương pháp như mình present trước đó, mình scan các cái cross section rồi connect các cross section để thành một cái idealized gọi là các cái AM representative geometry, tức là cái step này thì nó là một cái step simplification, tức là cái đơn giản hóa của cái quá trình you know, reconstruct completely from microCT ấy, thì mình sẽ có thể có một cái stress tương đối cái mô hình tương đối nhẹ hơn so với cái mô hình mà construct toàn bộ từ microCT image, nó rất là lớn và rất là complex để simulate, để mô phỏng. Trong khi nếu mình dùng các cái kết cấu gọi là AM representative geometry như mình trình bày trước đó ấy, thì mình có thể đạt được tương đối tốt cái stiffness mà với cái error nó trong cái khoảng chấp nhận được. Và mình có thể làm cái dùng phương pháp này, mình có thể dùng cách mình có thể mô phỏng và có thể predict được cái performance của cái lattice structure trong cái thí nghiệm nén. Đây là cái hình ảnh của cái lattice structure trong cái thí nghiệm nén, mà khi mà mô phỏng lại đối với các cái các bạn có thể thấy đối với cái lattice structure thì nếu mà trong cái gọi là tối ưu, gọi là lý tưởng hóa ấy, thì các cái lực nó sẽ dồn theo cái phương thẳng đứng, và như nó không có distribute được, nó sẽ không nhìn thấy những cái defect ảnh hưởng đấy, không có, vì cái idealized structure này là cái lattice của nó tương đối là lý tưởng hóa, thế nên là nó không có những cái localized damage hoặc localized failure ở những cái cross section hoặc cái joint này. Nhưng mà ở trong cái kết cấu mà mình gọi là dùng microCT để reconstruct lại ấy, thì mình có thể capture được những cái surface roughness ở trên cái lattice structure, và mình có thể capture được những cái localized damage ở những cái cross section nhất định ở trên cái lattice structure. Thì tương lai của cái hướng nghiên cứu này cũng khá là hay, ví dụ như là mình có thể dùng trí tuệ nhân tạo, mình generate các cái lattice structure này representatively, đúng không? Tức là mình có thể tạo ra cái gọi là fake lattice structure mà hoàn toàn dùng các cái signal mình learn từ những cái quá trình microCT. Mình có thể reconstruct được những cái lattice, những cái beam này, những cái stress này hoàn toàn là ngẫu nhiên, và tương lai nó có thể đưa ra những cái prediction cho cái performance của các cái 3D printing structure này mà không cần phải làm quá nhiều thí nghiệm.
Có rất nhiều hiện tượng vật lý nó xuất phát, nó cũng 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 xuất hiện trong khi mà mình làm các cái full scale lattice structure test này, thì nó có những cái failure, những có cái shear bend này, thì nó cũng tương tương ở trong, nó cũng khá là thú vị bởi vì nó cũng giống như trong các cái shear bend ở trong cái vật liệu kim loại, thì nó cái quá trình failure này nó không diễn ra progressively, tức là nó không có sự, nó, các cái layer nó không fail theo cái hướng thẳng đứng, mà nhiều khi nó fail theo cái hướng theo hướng hình chéo khoảng 45 độ như thế này. Thì đây là cũng là một cái hiện tượng nó khá thú vị mà thường thì không thể capture được nếu mà dùng các cái mô hình lý tưởng để mình capture. Đấy, thế nhưng mà nếu mà mình dùng những cái mô hình lattice structure mà reconstruct từ những cái X-ray CT thì mình có thể capture được những cái shear bend failure này khi mà mình so sánh với cái compression trong trong thực nghiệm. Thì đấy là những cái vấn đề vẫn khá là đòi hỏi khá nhiều nghiên cứu trong cái lĩnh vực tree printing của lattice structure này. Và đây là cái slide cuối cùng là trong cái vấn đề này, nó là vấn đề này có thể hình dung ra trong vấn đề 3D, mình có thể nhìn các cái shear band in 3 dimensional. Và cái vấn đề là trong cái experiment, thì trong cái lattice structure này thì cái phổ, cái experimental data thì nó là một cái phổ khá là rộng, trong khi nhiều khi các cái numerical simulation hoặc cả các cái mô hình ấy, nó chỉ capture được một cái curve nhất định thôi, một cái kết quả cố định, tức là deterministic. Nhưng mà experiment thì nó rất random, anh có thể get cả một cái phổ result như này, thế làm sao mình có thể capture đó? Thì đây cũng là một bài toán mà mình có thể đặt ra, mình làm sao dùng cái mô hình này mình có thể predict được cái phổ biến đổi của các cái kết quả, và tìm hiểu xem các cái parameter trong cái quá trình in 3D nó ảnh hưởng thế nào tới cái phổ, cái biến đổi này ở trong cái kết quả khi mà mình làm các cái thí nghiệm kéo nén. Thì một trong cái lĩnh vực khác mà mình interested in đó là cái lĩnh vực automatic lattice structure. Thì trong cái lĩnh vực này thì một số bạn có thể biết cái kết cấu gọi là automatic lattice structure. Cái kết cấu này thì gọi là smart structure, khi mà dưới tác động của lực nén thì nó có thể co giãn và có thể là shrink, tức là nó có thể co lại. Bình thường các vật liệu trong thực tế thì là nó có gọi là có một cái tham số gọi là Poisson ratio trong cơ học. Thì Poisson ratio về cơ bản các vật liệu trong man-made thì thường có positive Poisson ratio, các cái tức là có cái hệ số Poisson ratio là dương. Nhưng mà mình có thể thiết kế được các vật liệu mà có negative Poisson ratio. Thì hình dung đơn giản là các cái automatic structure thì nếu bình thường conventional material thì khi mà mình nén thì nó sẽ giãn ra. Nhưng mà khi mà mình đối với cái automatic material có negative Poisson ratio, khi mà mình nén thì vật liệu nó sẽ co lại, nó lại densify lại. Thì cũng là một cái hiện tượng thú vị ở trong vật lý, mà cũng có một số những cái kết cấu trong thiên nhiên nó cũng behave, có cái automatic behavior này như thế này. Thì reconstruct những cái này cũng khá là thú vị, làm sao mà dùng 3D printing có thể construct được. Đây là hình dung một cái lattice đơn giản, khi mà mình compress mình thấy các cái beam này thay vì nó expand, nó có thể co lại, centralize, và nó sẽ densify cái localized area ở trong cái lattice structure này. Thì mình có một cái dự án thì trong quân đội, thì thực ra là có thể dùng những cái lattice structure này để thiết kế những cái bộ phận bảo để protect các cái xe quân sự vân vân, dưới tác dụng của bom đạn vân vân. Thì dưới tác dụng của bom đạn thì các cái lattice structure này nó sẽ densify lại với một cái rate nhất định, và nó sẽ giúp cho protect các cái thiết bị, các công trình hoặc là vân vân khỏi bị các cái fragment nó impact vào hoặc là xuyên thủng qua các cái structure này. Thì cái dự án này cũng được tài trợ trong cả lĩnh vực xây dựng nữa. Thì quá trình này thì nó tương đối simple thôi, thì mình cũng design các cái lattice structure này và tìm cách kiểm soát các cái thông số, control cái geometry của các cái lattice structure này. Thì nó một bài toán cơ học hết sức là
là đơn giản. Đấy, thì đây là cái slide này thì mình show một số cái mô phỏng của mình. Thì mô phỏng thì mình có thể làm một cách gọi là full-fledged simulation, rất là complex, rất là time-consuming, hoặc mình có thể dùng các cái simplified numerical model để nó simulate cái cùng cái phenomenon này nó quicker. Thì cái kết cấu mà mình simulate on the left thì nó có thể lên tới cả chục nghìn phần tử, trong khi cái kết cấu trong on the right nó chỉ có khoảng độ một vài trăm phần tử beam element, và nó có thể speed up cái simulation tới tận 40-50 lần. Ngoài ra các vấn đề ở trong lattice structure này thì hoặc là trong cái 3D printing này nó liên quan tới vấn đề buckling rồi imperfection, làm sao có thể incorporate được các cái imperfection này vào trong các kết cấu 3D printing. Bởi vì như các bạn đã thấy trước đấy thì là 3D printing này thì các cái stress structure diameter của nó là nó rất là random, và nó không và nó không phải là perfect, cho nên là cái chuyện nó bị buckle hoặc nó sẽ bị deform unexpectedly như thế này là rất phổ biến. Làm sao mình có thể incorporate được, thì mình có một cái paper thì mình investigate là cái buckling effect này, nếu như mà có influence của những cái yếu tố manufacturing process thì nó sẽ ảnh hưởng như nào tới cái quá trình buckling này. Và có thể mình nghiên cứu parametrically xem là các cái hệ số như cái geometry, các cái hình, các cái kết cấu hình học của các cái lattice structure này, rồi các cái kết nó ảnh hưởng như thế nào tới cái quá trình cái sự chịu lực của các cái của các cái kết cấu in 3D. Đấy. Thì như các bạn thấy ở trong này thì đây là một hình ảnh hết sức là cụ thể của những cái kết cấu như vừa rồi, idealized, tức là cái kết cấu ở trong CAD mô hình và sau khi in 3D thì nó như nào. Thì thực ra đây là cái gọi kết cấu in từ đời đầu, từ khoảng cách đây 5-6 năm của mình in ra rồi. Thực ra các bạn có thể thấy ở trên surface của nó có rất nhiều những cái residue, những cái particle mà nó chưa print, nó print không được hoàn hảo và nó vẫn còn stick ở đấy. Đặc biệt này nó sẽ xuất hiện rất nhiều ở những cái stress mà nó theo hướng nó in theo hướng horizontal như này, bởi vì nó được support bởi cái powder bed, mà khi cái powder bed mà nó không hoàn toàn fully support cái structure này thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng là các cái stress nó không hoàn hảo, nó không được support một cách hoàn hảo, và nó có thể bị uốn cong, hoặc nó có một cái độ võng nhất định, hoặc là nó có những cái residue từ những cái powder particle nó không hoàn toàn, nó được melted và nó vẫn dính ở đó. Thế đây là một cái hiện tượng defect tương đối phổ biến trong 3D printing. Đấy, thì bạn có thể thấy ví dụ đây là một cái thí nghiệm nén với tốc độ cao. Sau khi mình nén xong, mình có thể thấy rằng là các cái structure này nó sẽ có, khi mà có rất nhiều cái residue này nó bám vào đây thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái performance của nó, đúng không? Đấy, thì ngoài ra thì có cái vấn đề là early failure. Thì cái lattice structure này nó có những cái điểm nối. Đấy, lattice này nó có những cái điểm nối, và cái điểm nối này nó sẽ thành cái weakness point của cái lattice structure này. Một khi một cái điểm nối mà nó không duy trì được và nó weak thì nó sẽ dẫn tới tình trạng là nó sẽ compromise toàn bộ cái performance của structure. Đấy. Thế nên là trong 3D printing, ngoài cái việc mà mình hình dung ra được quá trình in như nào, mình tạo ra quá trình nào, mình phải hình dung ra được là khi cái kết cấu nó in ra ấy, nó có nó perform như trong cái idealized structure không, và câu trả lời thực tế là anh có thể tạo ra rất nhiều các kết cấu rất là đẹp, nhưng mà thực tế là nó không perform được như cái performance trong cái mô hình CAD của anh đâu, mà anh phải phải suy nghĩ rất nhiều về việc làm sao để chế tạo như nào để nó in 3D, nó có thể bù đắp lại các cái khiếm khuyết trong quá trình in mà có thể tạo được kết cấu mà nó thực hiện đúng cái nhiệm vụ mà anh muốn nó thực hiện. Đây thì kết quả này mình không go vào detail, thì nó chỉ là kết quả kéo nén mà quá trình nén với tốc độ cao, và có thể thấy được những cái đường curve và những cái đại lượng căn bản ở trong cơ học, ví dụ như là cái strain, tức là cái độ co giãn của cái deformation của cái lattice structure này, và stress là cái ứng suất xuất hiện ở trong cái lattice structure này mình measure được. Thì từ đó mình có thể làm
những cái quá trình dùng các công cụ tối ưu hóa thì mình có thể phát triển được xem là cái geometry nào, cái structure nào, cái stress nào, cái lattice structure nào nó sẽ cho cái kết quả tối ưu. Ví dụ trong trường hợp này mình muốn cái kết quả tối ưu cho cái energy absorption đấy, tức là khi mà cùng một cái structure đấy, cùng một cái thiết kế, cùng một cái lượng vật liệu như vậy, thì thiết kế cái structure nào nó có khả năng hấp thụ nhiều nhất được những cái năng lượng nén. Ví dụ như là các bạn hình dung trong quá trình, ví dụ như là thiết kế cái này cho hệ thống mà chống xung động, chống sóc, thì rất quan trọng khi mà chế tạo các cái hệ thống như thế mà nó cái kết cấu nó phải absorb, tức là nó phải chịu được cái càng nhiều cái lực xung kích, càng nhiều cái lực tác động của bên ngoài vào thì càng tốt. Và cái đó nó hoàn toàn phụ thuộc vào design, nó phụ thuộc vào material, nhưng mà mình hoàn toàn có thể optimize nó. Và quá trình optimize này thì nó tương đối là cũng rất nhiều công cụ thể làm, nhưng mà cuối cùng mình có thể come up được những cái thiết kế cho bất cứ một cái lattice structure nào, từ honeycomb lattice hoặc là những cái kết cấu 4D hoặc 2D, mình có thể optimize được. Mình nói đến một cái kết cấu khác, lattice structure khác mà mình cũng khá là interested in recently, cũng có một vài paper published trong lĩnh vực này, thì liên quan đến kết cấu tương đối nó gọi là có kết cấu triply periodic minimal surfaces, thì các nhà toán học thì đã nghiên cứu cái kết cấu này góc độ cách đây hàng chục năm rồi. Thế thì cái kết cấu này thì nó lại có một cái thú vị là nó khá là resembling cái kết cấu ở trong các cái kết cấu thiên nhiên, trong bone structure chẳng hạn như thế. Thì kết cấu này hoàn toàn control bằng các cái phương trình toán học, và nó tạo ra các cái kết cấu surface của nó hoàn toàn là continuous smooth. Các bạn thấy ở trong cái lattice structure như vừa rồi ấy, thì nó có rất nhiều những cái nối, giống như cái scaffold structure nó cũng kết nối, mà cái điểm nối trong cơ học ấy, thì nó là cái điểm yếu nhất ở trong các kết cấu đó. Thế thì với cái kết cấu mới này thì mình có thể giảm thiểu gần như là remove những cái gọi là combination, những cái điểm weak point đó, và mình vì các cái kết cấu này hoàn toàn là connect với nhau bởi smooth surface, nên là không có vấn đề về stress concentration, tức là cái gọi là ứng suất tập trung tại một bất cứ một cái mối nối nào. Thì cái cách của mình design, và thứ hai là cái kết cấu này nó có rất nhiều những cái hình dạng khác nhau mình có thể tạo ra được, từ gyroid đến diamond primitive, là tên thì mọi người cứ đặt tên theo một cái các cái công trình toán học original của nó thôi. Nhưng mà mình có thể tạo rất nhiều các cái kết cấu như này, có thể tạo đến hàng trăm kết cấu như này trong thực tế. Thì ngoài ra một cái thú vị khác đấy là ví dụ như cái bone structure như mình đã nói, thì cái bone structure này thì nó như các bạn, rất nhiều bạn có thể hình dung là nó không hoàn toàn homogeneous structure, mà nó có nhiều cái nó có phần trabecular area và nó có phần cortical area, tức là những cái phần này thì nó ở phần trabecular, tức là phần giữa của cái bone thì nó tương đối là loãng, nhưng mà ở phần cortical area thì nó tương đối dense. Đấy. Thì cùng cái kết cấu như mình trình bày như vừa rồi, làm sao mình có thể mô phỏng được cái quá trình này, mô phỏng được cái kết cấu gọi là, có thể nói là gọi là functional graded của FGM ở trong cái bone này, thì cũng là một cái thú vị. Thì cái nhóm của mình cũng nghiên cứu một cái này, và cũng tạo ra một số cái gọi là FGM, gọi là functional graded structure by the changing the thickness của nó. Mà các bạn lưu ý rằng này, nó không chỉ có ứng dụng trong cơ học, mà có rất nhiều ứng dụng ở trong thiết kế chế tạo battery nhé, pin nhé, battery rồi photonic nhé, có rất nhiều ứng dụng trong vật lý, các nhà vật lý dùng cái này rất nhiều ở trong cái vật liệu metaphysics, cho metamaterial cho physics nhé. Thì có thể các nhà của khi vật lý còn đi trước đó, nhưng mà thực ra trong khi mà chế tạo cái này chỉ có gần đây có printing mới có thể làm cái này thôi, chứ còn không trước đây casting chịu không thể làm được mấy cái kiểu kết cấu như này. Thì mình cũng làm mô phỏng các thứ, thì cũng tìm hiểu các cái cấu trúc này dưới tác động của lực nén. Mình có thể đây mình một cái simulation rất đơn giản, dùng phần tử hữu hạn có thể simulate cái quá trình mà các cái kết cấu này nó bị nén dưới tác động của lực của cái lực nén vertically.
Đấy, thì mình cũng đã in thử các cái cấu trúc này với cái functional graded thickness của nó. Thì ở ví dụ như cái kết cấu ở cái hình vẽ ở dưới đây thì nó cái vật liệu của nó thì nó tương đối là nó khá là thick, nó khá là dày ở phía trên nhưng mà nó khá là thin, tức là mỏng ở phía dưới. Đấy, thì mình có thể thiết kế và mình có thể in 3D. Thì vật liệu này in trong 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 cái nghiên cứu này thì nó là vật liệu dựa trên cái gọi là aluminum alloy này. Thì cái kết quả nó cũng khá là thú vị. Ví dụ đây là kết quả nén cái kết cấu gyroid này, thì mình các bạn có thể thấy rằng là cái quá trình nén nó diễn ra một cách progressively và nó không có bị nứt gãy, không có bị nhiều những cái fracture như trong cái structure, như kiểu cái truss lattice structure như mà mình presented trong cái slide trước đây. Đấy, thì đấy là một cái điểm lợi thế của cái kết cấu mới này. Ngoài ra thì kết cấu này nó có thể dùng ở trong lĩnh vực quân sự. Thì mình có một cái paper gần đây thì mình thiết kế cái cấu trúc này ở cái mức độ large scale. Bởi vì giờ mình nói những cái printer bây giờ hiện tại nó có thể print được cái scale rất là lớn. Thì nếu mà mình print được các cái scale này thì mình có thể dùng nó ứng dụng ở trong lĩnh vực protective của những cái structure, tức là những mức mà bảo vệ cho những cái kết cấu ở những cái large scale structure. Mình có thể làm hoàn toàn ở cái small scale structure, it's the same thing. Có rất nhiều ứng dụng, mình chỉ đưa ra một cái ứng dụng cụ thể, ví dụ trong trong lĩnh vực quân sự chẳng hạn, thì dùng kết cấu này mình có thể gọi là protect các cái structure ở phía dưới. Thì cái paper này của mình đề cập vấn đề như vậy. Thì tuy nhiên có một cái khá là thú vị nữa là mình nghiên cứu thử xem là cái structure này nhưng cùng cái dưới tác động của cái lực lực xung kích trong cái quá trình nẻ, trong quá trình nổ hoặc quá trình impact, dưới tác động của những cái lực xung kích rất lớn thì cái kết cấu này như cái cấu như thế nào thì là tối ưu. Bởi vì mình có thể thay đổi cái thickness hoặc là mình có thể thay đổi những cái tính chất của từng cái init cell ở trong cái kết cấu này, hoặc là mình có thể thay đổi theo một cái pattern nào đấy, ví dụ như là functional graded pattern. Thì mình muốn xem là cái kết cấu nó design như thế nào thì nó optimize. Thì đây là một cái paper mình cũng published recently. Thì mình có thể vary cái thickness của cái graded structure này theo những cái rule khác nhau, ví dụ như là linear rule hoặc là parabolic rule hoặc là như trên cái hình vẽ này. Và cái thú vị ở trong cái phát hiện này ra đấy là cái functional graded structure này là perform better hơn là uniform structure. Đấy, thì thực ra ở trong khi kết cấu nó chịu tác dụng của lực xung kích, có thể là car crash hoặc là blast hoặc là một cái gì đó impact rất lớn, thì các cái kết cấu này nó làm việc sẽ được làm việc tối ưu khi mà cái structure nó được phân bố một cách functional gradedly. Đấy, thì các bạn có thể hình dung thế, bởi vì trên cái video simulation này thì mình show là chỉ có một cái half của cái này, là cái video on the left mình show toàn bộ cái panel với cái lattice structure sandwich between đó. Thì on the right hand side, on the top right thì mình show cái chỉ có half cái model thôi, mà cái lattice structure ở trong này thì nó bị nén bởi một cái lực nổ. Và nó bị khi bị nén thì nó sẽ bị compressed và những cái hình, những cái color này nó reflect cái gọi là ứng suất ở trong ứng suất và biến dạng ở trong cái kết cấu này. Và mình có thể, các bạn có thể thấy cái green color thì nó refer, những cái blue color thì nó refer cho những cái phần của structure mà bị chịu lực nén ít, trong khi những cái phần mà nó màu của nó thiên về hướng red ấy, thì hướng màu đỏ ấy, thì thể hiện là cái structure nó bị nén nhiều hơn. Và nếu trong các conventional structure ấy thì cái phần mà bị nén thì nó chỉ tập trung vào phần trung tâm và phần mà tiếp xúc với cái lực nổ, với lực trực tiếp với lực nén thôi. Tuy nhiên đối với cái functional graded structure ấy, thì mình phát hiện ra trong này thì cái lực của nó được phân bố tương đối đều hơn, và đấy là một trong những cái điểm quan trọng trong khi thiết kế các cái structure như này.
Cuối cùng thì mình cũng có một cái interesting research recently đang submit under review nghiên cứu về những cái kết cấu mà nó mô phỏng thiên nhiên, ví dụ như là cánh bướm, cánh cái con butterfly này thì trông nó rất là mỏng, rất là flimsy, nhưng mà nó lại rất là strong. Thì có những nghiên cứu ở trong Nature thì đã phát hiện ra cái kết cấu của những cánh bướm này, trông nó đơn giản lightweight như vậy nhưng mà nó cũng khá là có những kết cấu tương tự như cái lattice structure như vậy. Thì nhóm của mình thì cũng viết một cái paper để mô phỏng cái lattice structure này, mô phỏng nó trong một cái sandwich beam và tìm cách tìm hiểu xem cái kết cấu này nó có cái influence nào và cái strength của nó, bởi vì nó rất là nhẹ compared to the solid structure. Thì đây là cũng là một cái hướng nghiên cứu khá thú vị, mình cũng đang triển khai. Tiếp đến mình muốn nói qua thêm một cái hướng nghiên cứu khác về gọi là vật liệu liên quan tới thiên nhiên. Thì vật liệu này thì mình cũng nghiên cứu cũng một thời gian trước đây rồi, thì nó liên quan tới những cái kết cấu layer by layer, ví dụ như là nghiên cứu quá trình các cái nghiên cứu của các cái kết cấu mô phỏng theo vật liệu gọi là các cái con vỏ các con sò, hoặc là mô phỏng theo những cái kết cấu của những cái sợi spider silk hoặc là collagen. Thì cái này nghiên cứu này thì về mặt thực tế thì thực ra thì thế giới họ mọi người cũng đã nghiên cứu tương đối nhiều và tìm cách nghiên cứu về mặt biology của nó. Thì họ phát hiện ra là các cái kết cấu này, các cái vật liệu thiên nhiên này nó là vật liệu composite nhưng mà nó rất là strong và nó connect với nhau không phải continuously mà nó connect với nhau một cách hierarchically. Đấy. Thì ngoài ra nó có rất nhiều các yếu tố khác nó dẫn đến các cái kết cấu này nó rất là resilient và nó strong hơn cái man-made material. Thì mặc dù là ví dụ như là các cái kết cấu như cái nacre trong cái vật liệu trong cái vỏ con sò này, hoặc là trong cái collagen ở trong cái gọi là cái tendon ấy, trong cái cơ ấy, trong cơ thể con người ấy, thì hoặc là cái spider silk này nó khác nhau về bản chất về mặt sinh học, nhưng mà cái structure của nó là tương đồng. Khi mà nhìn thấy, các bạn có thể nhìn thấy trong các cái highlighted color circle here. Mình chỉ tập trung vào một cái, đó là cái abalone shell này, cái vỏ con sò này. Thì cái hình vẽ này nó thể hiện cho mình một cái khá là thú vị về vật liệu tự nhiên. Nếu như vật liệu man-made material thì đôi lúc là nó chỉ achieve được một trong hai cái yếu tố, ví dụ là cái strength hay là cái toughness, độ cứng hay là độ dẻo chẳng hạn. Ví dụ như là bạn thiết kế thép là tức là rất là kéo độ kéo giãn rất là tốt nhưng mà lại không 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 tough, không 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 cứng. Những ví dụ như vật liệu ceramic chẳng hạn thì có thể là rất là cứng nhưng mà lại có độ kéo giãn của nó rất là kém. Thì đấy là vật liệu man-made material, nhưng mà nature material thì lại on the other hand thì lại achieve cái green curve này, nó rất là strong và đồng thời độ nó rất là tough, tức là nó rất là cứng và đồng thời độ kéo giãn của nó tương đối cao so với vật liệu do con người làm. Thế là một trong những cái nghiên cứu gần đây mọi người cũng muốn tìm cách làm sao có thể mimic được các cái structure này. Thì thực ra cái vỏ con sò này thì các bạn có hình dung được giống như nó ở trong cái món oyster mình hay ăn đó. Thì thực ra là anh em UIEC chắc cũng thỉnh thoảng đến Chinatown hay là cũng ăn cái món oyster này nhiều rồi cũng biết cái vỏ con sò này trông nó như thế này nhưng mà nó rất là cứng. Và cũng có nhiều nghiên cứu về cái lĩnh vực này và phát hiện ra những cái yếu tố ảnh hưởng tới cái độ cứng của cái vỏ con sò này. Thì cái nhóm nghiên cứu của mình thì tìm cách tìm hiểu qua những cái kết cấu này và tìm cách làm sao mà dùng 3D printing có thể mimic được nó. Thì cái kết cấu này thì thực ra cũng khá là con người cũng đã intuitively developed có thể thousand years ago. Những cái kết cấu brick and mortar này nó không phải là gì mới, nhưng mà mọi người làm cũng giống như thiên nhiên, trial and error, và tìm cách để tìm hiểu tại sao và assemble nó và tìm cách mimic cái thiên nhiên này. Nhưng mà thực ra là mọi người làm một cách không ý thức, nhưng mà
khi mà mình đọc nghiên cứu thì phát hiện ra những có những cái tương đối resembling, tương đối là giữa cái kết cấu, những cái structure mà loài người tạo ra giống như cái kết cấu mà do thiên nhiên tạo ra. Thì về mặt tổng kết thì các cái kết cấu trong thiên nhiên này, ví dụ trong cái vỏ con sò này, thì nó là cái kết cấu layer by layer, nó vật liệu composite, nhưng mà nó rất là strong khi mà giữa các cái layer nó có các cái liên kết cứng, đồng thời có các cái liên kết nó có những cái nano asperity, nó ở giữa các cái surface, nó improve cái, nó tạo ra các cái friction khi mà sliding. Ngoài ra nó còn có những cái organic layer, một dạng viscoelastic glue, tức là nó gắn kết giữa các cái layer này. Và cuối cùng là nó liên quan đến cái geometry giữa các cái tablet này, khi mà nó interlocking, khi mà nó interlocking thì nó sẽ increase more cái resistance hoặc là cái friction giữa các layer, và nó dissipate energy, nó require more energy to dissipate. Đây là những một trong những cái gọi là những cái strategy của thiên nhiên tạo ra vật liệu tough và strong at the same time. Thì nhóm của mình thì cũng dùng mô phỏng và cũng dùng design để tạo ra những cái kết cấu này. Và ví dụ đây là những hình ảnh của kết cấu mà tạo ra được bằng hoàn toàn bằng computer graphic design, và có thể tạo ra những kết cấu rất là khác nhau. Và giữa các cái layer nó có những cái bonding, cái layer bonding mình có thể hoàn toàn tạo được bằng mô phỏng trong computer. Thì đây là một cái kết quả mình dùng mô phỏng có thể show ra được là kết quả kéo nén cái kết cấu mà có cái Voronoi structure này, thì mô phỏng thì trong quá trình thiên nhiên, và mình có thể thấy rằng là bình thường mình kéo một cái vật liệu homogeneous material, vật liệu thuần nhất, thì nó sẽ break ở một cái cross section nào đấy. Nhưng đối với vật liệu thiên nhiên này, do cái quá trình do cái thiết kế của nó là theo những cái tablet like staggering together này, thì ra cái stress concentration, tức là cái ứng suất nó tập trung, nó được phân bố đều trong toàn bộ cái vật liệu này, chứ nó không bị tập trung ở một cái cross section nào đấy. Chính vì vậy, giống như kiểu khi mình apply force vào thì cái lực này nó sẽ được phân bố một cách đồng đều, và tất cả các member của cái structure này nó phải cùng share cái workload như nhau. Và như vậy là cái cả structure sẽ strong hơn. Chứ còn nếu như vật liệu homogeneous thì nhiều khi là anh compress nó vào thì chỉ có một vài anh là take cái workload thôi, còn các anh khác thì đương nhiên không làm gì hết, thì như vậy nó sẽ không tốt. Đấy, nhưng mà trong cái vật liệu thiên nhiên này thì đặc biệt của nó là tất cả các anh đều phải làm việc. Đấy là cái đặc điểm optimization. Thì nói đến printing thì mình mimicking cái đó, thì mình cũng đã thử dùng cái công nghệ dùng một cái máy in ở tại MIT gọi là công nghệ offset J750, dùng cái máy đó. Thì cái máy này là in multi material, multi color, và nó có thể in được nhiều loại vật liệu khác nhau, mà tập trung vào cái vật liệu polymer, dùng công nghệ photopolymer và curing under ultraviolet light, dùng cái tia UV để cure vật liệu này, và cái độ resolution của nó có thể xuống tới tận 40 micron per layer. Đấy, thì nó có thể thiết kế được những cái kết cấu hết tương đối là nhỏ. Thì mình cũng làm những cái kết cấu tương đối ở cái kết cấu tương đối ở cái sau khi mình in ra thì mình cũng phải làm những cái thí nghiệm kéo nén để kiểm tra xem độ kéo độ nén ở những cái của từng cái loại vật liệu khi in ra, bởi vì cái máy này nó có thể in ra được rất nhiều các cái phổ vật liệu khác nhau, và dẫn đến việc mình phải quantify nó, bởi vì chả ai quantify cả. Mình không thể tin được cái for manufacturer point of view, mình có xem là họ đưa ra các cái thông số, mình không thể tin được, mình phải làm lại. Thì các cái standard test này có thể giúp mình để đưa ra các cái distribution của cái material property của cái vật liệu này trước khi mình muốn thiết kế nó. Đồng thời mình muốn phải quantify được cái resolution của cái printing này, thì mình có nhóm mình cũng làm một số những cái test quantify cái resolution của cái printing này bằng cách printing cái dot ở những cái size khác nhau, và tìm cách và measuring cái hardness, rồi measuring cái strength, rồi measuring cái resolution của nó. Và đồng thời mình có thể quantify cái printing direction đấy. Thì cái công nghệ in full, công nghệ in full này thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái printing direction, thì cái vật liệu nó cũng sẽ có những cái align theo những cái direction khác nhau nếu mà mình
mình print khác nhau, và mình cũng cần phải quantify cái print direction influence trong đó. Thì sau khi mình làm cả những cái đó xong thì mình bắt đầu mình thiết kế cái kết cấu composite của mình. Thì trong cái kết cấu này thì rất là phức tạp, toàn bộ cái kết cấu này nó chỉ mỏng khoảng độ tầm 5 mm chẳng hạn, mà có từ 10 đến 20 layers. Cái phần green này thì nó làm in bằng một vật liệu khác nhau, vật liệu tương đối soft, nó giống như glue ấy, giữa các cái layer. Và vật liệu red này thì nó, hoặc red color này thì nó sẽ là vật liệu cứng, in bằng một vật liệu cứng, và nó sẽ mô phỏng là cái phần tablet của cái con sò đó. Còn cái vật liệu glue này thì nó mô phỏng cái phần gọi là cái bio, cái polymer mà link các cái hot tablet này together. Thì hoàn toàn các cái thiết kế này nó toàn từ computer graphic, mình có thể design cái đó. Sau khi mình in nó thì mình có thể in được cái structure dùng các cái loại vật liệu khác nhau, tương đối complex. Và vật liệu này nó cái kết cấu này thì thực ra là nó resilient và nó stronger hơn các cái kết cấu monolithic structure mà mình in 3D. Cuối cùng thì mình có một vài cái slide mình show những cái khác mình có thể làm. Thì thực ra là gần đây thì ở Úc cũng một trong những ngành phát triển rất mạnh là ngành công nghiệp xây dựng. Thì ngành công nghiệp xây dựng thì hiện tại cũng mọi người cũng tập trung vào những advanced manufacturing. Thì những bạn nào mà quan tâm tới vật liệu cho construction thì cũng có thể là tìm hiểu vật liệu in 3D cho construction. Thì gần đây nhóm mình có mua một cái máy in 3D dùng robot này. Máy này khoảng tầm nửa triệu đô thôi. Thì nó cũng là rẻ nhất trong các cái dòng máy in hiện tại, nhưng mà nó khá là robust. Mình có thể in được cái kết cấu hoặc là in được nhà theo cái kết cấu bạn có thể nhìn ở đây. Thì thực ra đây là cái application trong industry thôi. Chứ còn nghiên cứu thì mình thì lại tập trung vào những cái nghiên cứu nó tương đối cơ bản hơn. Ví dụ như là mình nghiên cứu về cái kết cấu này mà mô phỏng cái vật liệu trong thiên nhiên, ví dụ như cái con vỏ con lobster đó, thì con hoặc là những cái vỏ con cua này thì nó có những kết cấu xoắn kép khá là thú vị, mà nó làm cho cái kết cấu này nó tương đối strong, mà nó lại cũng phân tách thành rất nhiều layer. Sau khi các layer này được xếp lại với nhau thì nó lại được xoắn theo một cái một góc nhất định. Thì trong cái nghiên cứu của mình, ở cái nhóm mình thì tìm cách là in 3D, nhưng mà control cái in 3D này theo những cái direction khác nhau. Mỗi layer nó sẽ operate, nó sẽ được oriented trong cái những cái direction khác nhau. Và trong các layer, mỗi bạn hình dung đây, trong các layer này nó có đồng thời có các cái steel fiber, tức là các cái sợi thép rất nhỏ nó nằm trong mỗi cái filament này. Các cái sợi thép này nó có tác dụng như là reinforce cái structure, reinforce cái filament, cái printing filament này. Và dùng microcity mình có thể visualize được cái orientation của các cái sợi thép này. Ví dụ on the picture on the left here, mình có thể thấy tất cả cùng một màu, chứng tỏ là các cái sợi thép này nó được oriented theo cùng một hướng. Đấy là theo cái monolithic structure. Còn nếu như mà mình print theo những cái angle khác nhau thì nó có thể show rằng show các cái color khác nhau, là represented các cái direction khác nhau của các cái steel fiber. Mình có thể visualize được cái toàn bộ cái printing direction của nó, và có thể mình có thể thử nghiệm cái này đối với khi xem cái độ cứng của nó so với cái printing với cái pattern bình thường nó sẽ như thế nào. Thì paper này cũng gần mới được accepted recently. Cuối cùng thì thực ra mình muốn show một cái hướng nghiên cứu khác trong cái in 3D, mà đặc biệt quan trọng trong cái in 3D, mà cái bạn nào mà hứng thú vào lĩnh vực mà mô phỏng thì có thể tìm hiểu thêm. Đó là dùng topology optimization. Về mặt cơ bản thì đây là một cái lợi thế mà in 3D nó có thể tạo ra. Nó có thể in những cái structure mà được tối ưu hóa rồi, và về mặt vật liệu, về mặt structure. Thế nhưng mà trước đây thì mọi người có thể dùng tối ưu hóa làm rất nhiều cái structure này. Ví dụ như là cái structure này có thể dùng vật liệu, một lượng vật liệu ít nhất, nhưng mà có thể carry the same, có thể chịu đựng được cùng một cái level của cái lực tác dụng vào cái structure này. Tuy nhiên trong thực tế ngày xưa thì không thể nào mà có thể thiết kế được nó một cách directly, nhưng mà hiện tại với công nghệ in 3D thì mọi người có thể, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra được các vật liệu như này.
và có thể in ra được. Thì cái vật liệu này, ví dụ cái cầu, thiết kế cái cầu này, mình có thể dùng optimization, mình có thể design cái cầu này, hoặc là dùng 3D printing, mình có thể design được những cái kết cấu hoàn toàn optimized. Hoặc là cái hình ở phía dưới này thì là mình có thể kết cấu, mình có thể hoàn toàn optimize, hoặc là mình hoàn toàn tối ưu hóa, không phải cho một loại vật liệu mà có thể tối ưu hóa cho nhiều loại vật liệu khác nhau. Nếu mình mà in, mình có thể in được nhiều loại vật liệu khác nhau, mình có thể tối ưu hóa từng bộ phận. Mình có thể xác định, ví dụ tôi dùng 3 loại vật liệu với 3 cái loại cơ tính khác nhau, và bây giờ tôi muốn tạo ra một cái kết cấu mà nó có cái độ cứng được phân bố theo một cái optimum distribution, thì mình hoàn toàn có thể tối ưu hóa và có thể thiết kế được, in được. Ví dụ như đây là một cái kết cấu sau khi đã được tối ưu hóa, thì các bạn có thể thấy rằng là các cái kết cấu này nó tối ưu hóa, và cái vật liệu, 3 cái loại vật liệu mình chọn ban đầu ấy, nó sẽ phân bố ở những cái vùng khác nhau của cái vật liệu hoàn toàn một cách thông qua toán học. Và sau đó mình có thể in cái kết cấu này vào dùng máy in 3D. Đây là một cái ví dụ khác, đây là một cái disk, cái rotating disk, và dưới tác dụng của cái lực tác động concentrically thì mình có thể thiết kế được cái structure optimize mà mang trên bản thân nó 3 cái loại vật liệu khác nhau, và có thể in được kết cấu này hoàn toàn là hết sức là design bài toán học, và không có cái sự và chỉ có thể realize bằng 3D printing. Vậy mình xin dừng cái discussion ở đây. Mình hy vọng là nó không quá dài, nhưng mà mình muốn cover rất nhiều cái lĩnh vực khác nhau để các bạn hình dung ra được những cái hướng nghiên cứu khá phổ biến gần đây của 3D printing ở Úc. Vâng, cảm ơn anh Phương về phần chia sẻ rất là thú vị ạ. Nghĩa là các cái ứng dụng của 3D printing có thể trải dài từ micro đến macro scale, đúng không ạ? Và từ các cái thiết kế vật liệu, ví dụ như vải hay là 2D material, đến 3D material trong xây dựng, đúng không? Từ xây dựng này đến quân sự, mình có thể thấy là những cái kết cấu mà mình học hỏi trong tự nhiên ấy thì là rất nhiều, và đa phần là được tối ưu hóa trong tự nhiên, đúng không ạ? Thì và để mimic lại cái natural material đấy thì là cả một quá trình, nhưng mà khi mà đã đạt được thì nó sẽ đem đến rất nhiều lợi ích từ độ bền, độ dẻo, đúng không ạ? Độ uốn dẻo. Thì tùy cái ứng dụng mà mình cần dùng thì mình sẽ chọn một cái loại vật liệu phù hợp, đúng không? Ví dụ mình như ở Việt Nam thì ngày xưa mình hay dùng đá ong để dùng trong xây dựng ấy. Đá ong thì nó chịu nhiệt tốt này, cách nhiệt này, và kết cấu thì rất là cứng. Ngoài ra thì nó rỗng, và khi mà mình đã tìm ra được cái cơ chế chính xác của nó thì mình có thể in cả một cái kết cấu large scale với một cái lượng vật liệu ít nhất, đúng không ạ? Gọi là mình tối ưu hóa cái hiệu suất, tiết kiệm chi phí. Vâng, thế thì bây giờ các bạn tham gia thì có thể đặt câu hỏi trong Zoom bằng cách giơ tay, hoặc là post cái comment ở trên fanpage thì mình sẽ gửi cái câu hỏi trực tiếp đến cho speaker. À, anh Quang Trần có câu hỏi, xin mời anh Quang Trần. Cảm ơn anh Jonathan. Em thấy rất là bài presentation rất là thú vị. Cảm ơn. Em làm về cái mảng là material property characterization nhiều, nên em thấy anh có đề cập một tí về cái không, anh show rất là nhiều thứ về giống như là hình ảnh về cái diameter, về cái surface của cái layer mà nên ra. Nhưng mà những cái đó thì em thấy là mình nhìn trên surface thì mình có thể suy ra được cái cross section của nó cũng tương đối đó. Nhưng mà anh có làm cái test nào để cho anh thấy được cái là bên trong của cái material nó như thế nào không anh? Giống như là
rỗng này, rồi cái uniformity của cái material bên trong như thế nào. Cũng có MicroCity thì thực ra thì cái đây cái hình ảnh không biết mình đang show cái slide số 7 này thì cái mọi người vẫn nhìn thấy cái presentation đúng không? Yeah. Thì thực ra là cái hình ảnh này là cái surface của nó thôi, chứ còn thực ra cái hình ảnh của MicroCity của nó ấy, thì nó không chỉ bao gồm cái perimeter này mà nó bao gồm rất nhiều các cái detail bên trong. Nó có tùy vào cái resolution của cái MicroCity thì nó có thể nhìn được những cái lỗ rỗng, và nếu như mà mình thực ra là mình cho những vật liệu kim loại này thì những cái lỗ rỗng thì thường nó ở một cái scale rất là nhỏ. Nhà MicroCity thường nhiều khi là không thể nào phát hiện ra được những cái lỗ rỗng ở những cái scale như vậy. Thì mọi người thường dùng MicroCity thì phát hiện những cái lỗ rỗng tương đối to, hoặc là những cái irregular surface, hoặc là irregular structure inside. Nhưng mà khi mà muốn tìm hiểu được cái kết cấu bên trong, ví dụ như là về mặt kim loại, các cái grain structure của nó oriented như thế nào, rồi nó ảnh hưởng ra làm sao ấy, thì buộc phải dùng các cái công nghệ khác, ví dụ như là dùng SEM các thứ để mình có thể nhìn ra được cái mức độ nanoscale để xem là nó ảnh hưởng như nào. Thì phải nói thật là công nghệ in 3D hiện tại thì nhìn bên ngoài nó tương đối tốt. Thực ra thì nhưng mà in bulk structure, tức là cái structure nó tương đối lớn ấy, thì mình sẽ không thấy nhiều defect đâu, bởi vì thực ra là cái resolution rồi cái quality của cái printer hiện tại là nói chung là tương đối tốt. Nên là khi mà mình in một cái structure xong thì chủ yếu các cái defect nó happen ở cái bề mặt bên ngoài, close to the boundary, các cái layer bên ngoài. Và thường mọi người thường gia công cái đó mặt bên ngoài đi, ví dụ như là dùng các cái CNC hoặc là polishing để cắt bớt những cái phần defect, những cái phần mà nó không hoặc là bị oxidize ở phía bên ngoài đi, mà chỉ để cái phần gọi là chỉ giữ lại cái phần bên trong của cái vật liệu, tức là họ đã có cái gọi là post processing của nó rồi. Đấy, thì nhưng mà cái đó thì là khi mà in một cái kết cấu tương đối lớn thì mình làm được thế, nhưng mà kết cấu mà lattice structure là như này thì nó chỉ là một cái single stress, nó rất là mỏng, mình không thể nào làm CNC hoặc là polishing được, nó sẽ bị compromise ngay. Thế thì đó là một cái vấn đề, như Quang nói đúng là một cái vấn đề hết sức là cũng khá là serious, mà mọi người cũng trong cái hướng là institute gọi là monitoring cái quality của nó, họ dùng những cái x-ray camera hoặc là dùng cái thermal camera để detect được xem là cái uniformity hoặc là cái defect nó có thể happening even là like during the 3D printing process. Đấy cũng là một cái hướng hết sức quan trọng. Còn hiện tại bây giờ thì chỉ có cách là cắt nó ra, gọi là destructive method, cắt nó ra, polish it và dùng SEM để quan sát xem nó ảnh hưởng nào, và làm thế rất nhiều lần cho đến khi mình hiểu, mình control được các cái ảnh hưởng của các cái printing parameters nó tới cái quality của cái vật liệu đó. Theo quan sát của mình ấy, thì thực ra là các cái kết cấu này, vật liệu in 3D này, nó có nhiều cái máy in mà cái quality của nó đã tiệm cận tới những cái kết cấu mà dùng casting process. Thế nên là những cái kết cấu in 3D này hiện tại bây giờ đã được accept rất nhiều ở trong các cái lĩnh vực mà họ đặc biệt quan trọng tới chất lượng hơn là số lượng. Ví dụ như là trong những defense, hoặc là trong các cái lĩnh vực quân sự, hay là trong các lĩnh vực aerospace hoặc là space, họ không, tiền không là vấn đề gì với cái hội đó. Cái quan trọng nhất là cái quality. Nhưng mà một khi mà họ đã chấp nhận các cái sản phẩm in 3D này thì hoàn toàn có cái confidence của nó, bởi vì họ hoàn toàn họ có thể bỏ ra khối lượng tiền rất lớn để dùng các phương pháp truyền thống như là casting các thứ có thể làm. Nhưng mà hiện tại bây giờ chủ yếu cái vấn đề liên quan tới là cái vấn đề là in situ printing. Bây giờ anh muốn in cái này mà anh muốn in ở một cái vùng remotely, không phải ở trong lab, anh không thể nào làm post processing được, thì anh làm thế nào để anh đảm bảo được cái chất lượng này? Hoặc là sắp tới
có những cái plan là đem những cái máy in này lên mặt trăng lại sao Hỏa, anh in trên đó mà anh không có post-processing làm gì có CNC đâu, anh in thế nào anh được như vậy. Thế vậy thì sao mà đảm bảo được cái chất lượng như này? Thì cái quá trình control in-situ monitoring hoặc là quá trình optimization during printing process cũng là một cái hướng khá là mới để improve cái property của nó. Ủa trên cái slide mà anh show đó là cho bê tông hay là cho kim loại? Cái nào em? Cái slide anh đang slide chính này. Cái slide AM structure đấy hả? Dạ. Đây, cái này là cho kim loại em. Ở này là cho kim loại. Đó, cái kim loại này nó chính là từ cái structure này, slide thứ 7 này, họ cắt lên từng layer by layer và họ chỉ có extract cái cross section của nó thôi. Thì cái và bỏ đi tất cả cái detail bên bên trong. Bỏ đi tất cả cái detail bên trong. Thì cái phần black này là phần bên ngoài, còn cái phần white này chính là cái cross section của nó. Okay. Có em thì có một số cái ở cái hồi mà em làm PhD thì em có kiểu như là cũng invented ra một số cái in-situ mà device để test đó. Thì mà nó là contactless luôn. Thì em đang suy nghĩ là maybe là em có thể apply vô cái in-situ cho 3D này. Em chỉ không biết là Thì có một cái mình phải để ý rằng là trong cái tùy tùy vào cái quá trình này thì cái in situ 3D ở trong cái môi trường trong môi trường của cái máy in này nó tương đối là hostile, tức là nhiệt độ nó thì lên tới 1000 độ C ở trong môi trường đó. Đấy, thì cái tia laser mà khi nó burn cái đấy thì các cái phản xạ của các cái nhiệt nó phản xạ từ cái bề mặt của cái melt pool của nó ấy, nó lên tới hàng nghìn độ C. Thì bây giờ anh em muốn monitor đó thì là dùng camera nhiệt hay là dùng sensor hoặc là dùng cái biện pháp gì đó, thì các cái thiết bị đó đồng thời nó cũng phải chịu được nhiệt độ cao nữa. Ok. Thì đa phần mọi người bây giờ thì thường là in situ monitoring temperature thì là ok nhất, họ có thể dùng các cái camera nhiệt để có thể xem cái phân bố nhiệt như nào, và từ cái phân bố nhiệt đây có thể tìm hiểu xem là cái structure nó có, vì một trong cái hiện tượng là residual stress, tức là cái ứng suất dư ở trong cái kết cấu này nó có thể dẫn tới những cái kích những cái tính chất cơ học khác. Thế nên là mình monitor được cái quá trình distribution của heat. Ví dụ như trong cái bài của Minh Sơn Phạm ngày trước thì mình trước mình cũng nói, mình có hỏi một câu đó về cái quá trình Minh Sơn cũng cũng nói về cái quá trình in situ heat treatment đó. Thì đó cũng là cái quá trình hết sức là phức tạp, bởi vì anh muốn đảm bảo là cái heat treatment nó uniformly trong cái môi trường đó. Nó mà preferably ở một cái ví dụ lower layer hoặc là ở on the left, on the right, lập tức là material nó sẽ deform theo cái hướng đó. Các cái crystal structure nó sẽ trong hoặc là những cái grain structure nó sẽ grow theo những cái preference nhất định, và nó sẽ ảnh hưởng tới cái micro structure của nó. Thì cái quan trọng nhất là bây giờ phải tạo ra được cái quá trình treatment như thế nào ở trong cái chamber như thế, và đồng thời phải làm sao mà tạo ra được cái đó ở ở một cái mức độ giá cả nhất định. Nếu mà nó anh làm cái đó mà giá nó quá expensive cũng không ai mua. Thế nên đấy cũng là một cái mà hướng thú vị mà mọi người vẫn đang làm. Nhưng mà cho em hỏi cái nữa là cái lúc mà in 3D á, thì anh nói là nhiệt độ rất là cao, nhưng mà cái cooling rate nó có nghĩa là bây giờ giả sử như là locally là anh có 1000, nhưng mà khi cái máy mà nó đi qua rồi á, thì bao lâu thì cái chỗ đó nó sẽ nguội lại? Câu hỏi rất hay. Thì cái quá trình tốc độ nguội của nó tương đối nhanh. Đấy, thì hình ra là ví dụ như là cái chỉ cần khoảng độ tầm trong vòng khoảng độ tầm 10-15 seconds khi mà cái tia laser đấy nó cross cái melt pool, cái khu vực đấy, thì nhiệt độ nó sẽ drop xuống chỉ khoảng tương đối nhanh trong khoảng tầm khoảng độ within 10-15 seconds, nó có thể drop xuống tầm 600 độ C thì đấy, khoảng như vậy. Đấy, như vậy là cái phân bố nhiệt độ nó tương đối là drastic.
Nó dẫn tới là nguội nhanh nguội chậm là có thể dẫn tới là cái sức dư nó xuất hiện trong trong cái kết cấu. Thế nên là kết cấu đó người ta phải duy trì một cái nhiệt độ ở base nhất định để duy trì cho nó không bị nguội quá nhanh. Em cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh Quang Trần về câu hỏi của anh ạ. Mục tiêu của IBMnet thì là kết nối mọi người, các cái nhà nghiên cứu người Việt ở trên toàn thế giới về các tất cả lĩnh vực chứ không chỉ liên quan đến vật liệu. Rất welcome mọi người comment hoặc là đưa ra câu hỏi cho diễn giả. Sau đây em xin mời anh Sơn Nguyễn có câu hỏi ạ. Hello, chào anh Jonathan, chào mọi người ạ. Hi Sam. Rất cảm ơn cái bài present rất là thú vị của anh. Em xin lỗi vì em có lớp dạy bù hôm nay, cho nên em không tham gia ngay từ đầu được. Em chỉ nghe được lâu tầm khi mà anh nói được khoảng 30 phút thì em mới bắt đầu dừng nghe được. Thì cho nên là không biết cái đoạn đầu thì anh có đề cập đến chưa, thì em muốn hỏi anh một cái vấn đề. Tức là theo như em theo dõi thì em thấy anh làm rất là nhiều về design, thay đổi các design các thứ cũng như là mô phỏng mimic các cái sinh vật ở trong nature để mà nghiên cứu cái cấu trúc các cái đặc tính của vật liệu in 3D. Thì em có một cái câu hỏi thì nó hơi divert một tí so với lại cái phần nghiên cứu của anh. Tức là em thắc mắc về cái scale ấy ạ. Tức là cùng một cái design, có thể là cùng một cái design đấy, nhưng mà bây giờ khi mà mình scale nó xuống cái thang nhỏ hơn, như là từ micro mình hạ xuống thang nano ấy, thì cái đặc tính nó có thay đổi không? Biết là anh có khảo sát cái đấy chưa, tức là cái đặc tính nó có thay đổi hay không? Tại vì em có trước đây em có xem một cái video trên TikTok của chắc là anh cũng biết cái cô Julia Freer ở Caltech ấy, tức là cũng khá nổi tiếng ở trong cái lĩnh vực in 3D ấy. Thì cô ấy có present một cái bài mà anh thấy rất là thú vị. Cô ấy dùng vật liệu là Al-203 đấy, cô tạo ra một cái cấu trúc mà hình xen kẽ thế này thôi đấy. Thì khi mà cô hạ từ cái thang micro xuống thang nano ấy, thì không hiểu tại sao cái strain của vật liệu, compression strain, nó lại tăng rất là tốt. Thì cô chỉ present ở đấy thôi chứ cô không giải thích cái cơ chế tại sao vậy. Bây giờ em vẫn chưa hiểu được cái cơ chế là như thế nào. Em không biết là anh có cái idea hay là cái comment gì cho cái câu hỏi này không ạ? Cảm ơn Sơn. Câu hỏi rất rất là hay. Thực ra là cái này cực kỳ quan trọng, cái câu hỏi này cực kỳ quan trọng. Không phải trong lĩnh vực in 3D mà trong các lĩnh vực khác, ví dụ như là graphene hay là carbon nanotube hoặc là các cái lĩnh vực về chất liệu vật liệu nano. Thì cái câu hỏi đấy luôn luôn là từ trước nay mọi người luôn luôn hỏi về cái scale effect. Thì có rất nhiều lý do, thì mình trong thấy một cái lý do mình thấy tương đối là convincing, đấy là các cái sự xuất hiện của defect ở trong các cái vật liệu ở các cái scale khác nhau. Thì nó đơn giản đó là anh ở cái nanoscale gần như là anh không có anh trong vật liệu nó có rất là ít room để mà có cho defect. Anh gần như anh cố gắng chế tạo vật liệu ở một cái mức độ là pure pristine, gần như là minimize control cái defect ở trong đó. Thế nhưng mà khi mà anh bắt đầu anh trying to build it up đến cho một cái large scale hoặc micro scale ấy, thì cái thứ nhất là có thể do cái quá trình anh build it up, hoặc là do cái bản chất vật liệu nó bắt đầu nó sẽ accumulate những cái defect. Và thực ra là ví dụ như là mọi người từ trước đến nay vẫn hình dung ra là graphene hay là carbon nanotube tại sao nó rất là strong ở cái nano scale của nó, nhưng mà khi anh start to build it up to một cái bundle thì nó trở nên weak. Nó không phải là do cái thằng graphene mà nó là do thằng khác, khi mà dùng các cái công nghệ functionalize nào nó vào đó thì cái bonding giữa các cái vật liệu small at nano scale together thì nó không được perfect và nó sẽ tạo ra các cái defect. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là
ở cái scale structure ấy, ví dụ như là thin nano wire, mình hay là mình nói về chuyện thin nano wire hoặc là thick nano wire chẳng hạn, à, hoặc là thick steel structure chẳng hạn, thì cũng có những cái research ở trước cái nhóm mình nghiên cứu ở Northwestern thì cũng focus vào những cái strength của những cái thin nano wire, thì cũng phát hiện ra là cái size effect nó liên quan tới cái plastic shear bend, những cái dislocation happening ở trong các cái vật liệu ở nano scale. Cái vấn đề là ở cái structure really thin thì các cái nếu anh có các cái defect nó giống như các cái dislocation thì thường các cái dislocation nó không connect được với nhau. Mà khi nó không connect được với nhau thì nó sẽ không hình thành các cái shear bend mà có thể fail được cái structure. Nhưng mà ở trong các cái vật liệu mà nó thicker bulk material thì các cái shear bend thì nó có rất nhiều room để nó move. Để ví dụ anh cứ tưởng tượng một cái thin film này thì gần như là các cái shear bend nó chỉ move ở trong cái plane direction. Nhưng mà khi anh có một cái vật liệu tương đối thick thì các cái dislocation nó có thể move around và có thể rearrange và nó hình thành các cái shear bend như thế. Thì đấy là cái cách mà các nhà không hiểu bên vật lý thế nào nhưng mà bên cơ học thì mọi người giải thích theo cái quá trình hình thành của các cái shear band do các cái dislocation nó start to agglomerate rồi hoặc nó start to rearrange để nó tạo thành các cái defects ở trong structure. Thế nên là anh sẽ nhìn thấy các cái structure càng nhỏ thì cái mobility của các cái dislocation hoặc các cái defect nó càng kém. Mà trong cơ học ấy, thực ra where the fracture from mechanics point of view đấy, nếu mà cái chất bất cứ một structure nào nếu như mà không có defect thì gần như nó là hoàn hảo, nó không sẽ không không dễ dàng mà có thể fail nó được. Thế nhưng mà cái structure nó fail, thực chất bản chất của nó là do nó fail do cái internal defect của nó, mà các cái defect mà nó càng càng agglomerate mà càng có nhiều chance để nó meet each other ấy thì các cái defect đó nó sẽ gọi là nó có một hiện tượng ở trong cơ học gọi là coalescence, tức là các cái defect nó sẽ gọi là start to sense each other và nó sẽ coalesce để nó hình thành một cái defect, giải defect lớn hơn và nó sẽ tạo thành cái fail, nó sẽ làm cái structure nó fail earlier. Thế nên là thực ra ở trong 3D printing cũng 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 có cái same issue như vậy, giống như ở trong các cái lĩnh vực kia. Nhưng mà tất nhiên là ở trong 3D printing thì nó còn có cái hiện tượng là các cái structure của nó là nó không phải là continuous mà nó layer by layer, thế nên là có những cái defect nó hình thành ở giữa các cái layer khác nhau nữa. Đấy, thế nên là trong 3D printing thì mọi người làm sao tìm cách control cái quá trình, như Quang, như một trong câu hỏi như Quang nói, họ mention ở trước đấy, giống như cái quá trình mà khi mà tia laser nó di chuyển across cái vật liệu metal, nếu mà nó di chuyển quá nhanh đấy, chẳng hạn, thì dẫn tới là các cái phần các cái layer ở giữa các cái phần của các cái printing layer đó nó sẽ nguội, và ở các cái nghiệm cho là nó nguội quá nhanh hoặc là nó dẫn tới cái mismatch giữa các cái layer và nó dẫn tới một bên nóng một bên lạnh, nó dẫn tới có những cái defect nó sẽ happening at the interface. Thế nên làm sao mà control được cái quá trình như thế, mà kiểm soát được cái quá trình mà tia laser nó di chuyển, giống như và cái lượng năng lượng mà nó của cái tia laser nó chiếu hoặc nó melt cái powder bed đó, nó sẽ giúp đến control cái defect đó. Thì thực ra cái vấn đề này thì mọi người đều biết cả, nhưng mà control nó thì tương đối khó. Đấy, mà Sơn thì làm về ceramic material thì Sơn hiểu cái thằng ceramic material nó rất là sensitive, nếu như mà có porosity hoặc là có defect in that một tí một chút thôi là nó có thể rất là yếu rồi. Nhưng mà thực ra mình gần đây mình làm với một nhóm nghiên cứu, họ mới đề xuất là làm sao tạo được, tại vì defect ở trong cái ceramic nhiều khi là không avoid được, gần như lúc nào nó cũng có. Thế nhưng làm sao mà mình intendedly mình input cái defect vào những cái location nhất định để nó tạo ra những cái gọi là intended defect, intended void trong đó để nó serve được cái purpose nhất định, bởi vì mình không thể nào mình avoid nó được, thì mình có thể dùng mình tìm cách nào đó mình dùng các cái defect đó in our favor.
cũng là một cái chủ đề cực kỳ là thú vị ở trong cái lĩnh vực này. Vâng ạ, cảm ơn anh, câu trả lời quá tuyệt vời. Em sáng là được rất là nhiều cái ý hay qua cái phần trả lời của anh. Có lẽ là sau em sẽ email cho anh rồi mình sẽ trao đổi cụ thể thêm sau ạ. Vâng ạ, cảm ơn anh Jonathan rất nhiều. Thì mình có hiện tại rồi, có nói tới Sensor, mình có một cái dự án là về in 3D ceramic đấy. Thì thực ra là có một cái nhóm họ contract, họ muốn làm một cái nghiên cứu về đó, nhưng mà in 3D ceramic thì mình nói thật là mình cũng mới và mình thấy nó tương đối là challenging, cũng như Sơn nói đấy, cái defect nó rất là nhiều. Mình có thể nhìn micro CT hoặc dùng các phương pháp thì mình phát hiện ra có rất nhiều porosity ở đó, thế nên là mình cũng chưa có phương pháp nào để có thể giải quyết những cái vấn đề trong đó. Mà ceramic hiện tại nó luôn luôn đấy là cái challenge đối với khi mà mình đi bất cứ là một công ty nào, câu hỏi đầu tiên mình hỏi các công ty đấy là mày control cái porosity trong cái quá trình printing ceramic thế nào, ông nào cũng bảo của tao 90-90%, ông thì kêu đến 99%, nhưng bẻ phát gãy là không được rồi. Vâng, cảm ơn anh. Dạ, thế thôi, em xin nhường cái phần câu hỏi cho các bạn khác ạ. Vâng, rất cảm ơn anh Sơn Nguyễn ạ. Thì thực ra về cái cavity này trong vật liệu mà để kiểm soát được các cavity hay là cái defect ấy, thì nó có thể tạo ra những hiệu ứng rất là tuyệt vời. Em xin gửi câu hỏi của bạn bạn Văn Cường đến anh Jonathan ạ. Bạn Văn Cường là đang là PhD về mechanical và bạn đang làm ở Amazon ở Japan. Thì bạn có nhờ anh là giải thích về cái setup simulation ở slide 15 ạ. Hello anh Jonathan ạ. Đây, mình đang chuyển đến slide 15 đây. Dạ vâng, bạn này đang hỏi anh về cái setup simulation ạ. Dạ. Đây thì mình cái simulation này thì cũng tương đối đơn giản thôi, cũng không phức tạp bằng cái simulation của Peter đâu. Peter làm simulation mới ác liệt, nhưng mình làm simulation thì đơn giản thôi. em hỏi chút luôn, xin chen vào chút luôn là anh dùng cái software hay là cái công cụ gì để làm simulation ở đây ạ? Cái này thì mình dùng software, mình dùng cái software thì software phổ biến mình hay dùng là Abacus. Thì tương đối phổ biến trong cơ học mà thực ra các nhà vật lý cũng tranh thủ nhảy vào dùng đấy. Chứ không phải đâu, các nhà vật lý tưởng dùng công cụ cao cấp hơn nhưng mà vẫn thích nhảy dùng vào cái này đấy. Thì thực ra nó cũng đơn giản. Thì bởi vì thực ra là nó cũng thì cái setup thì nó cũng tương đối đơn giản. Như bạn Cường hỏi về cái này thì có cái lattice structure này, thì đầu tiên là nó có mình có cái mình go back to cái slide này thì mình có thể show rằng mình có thể show cái structure này thì nó là từ cái CAD model mà mình có. Thứ nhất là có hai model mình show đây, model bên trái là model gọi là lý tưởng, là có thể design hoàn toàn bằng các cái software CAD design. Ban đầu các bạn có thể lấy bất cứ CAD software là các bạn design. Còn cái thứ hai là generated từ cái 3D printed structure đấy. Thì sau khi đó thì mình sẽ phải chia cái CAD model này trong hai trường hợp này thành những cái phần tử hữu hạn, gọi là có thể chia thành các phần tử hữu hạn, tức là gọi là discretize cái domain này thành các cái phần tử. Nên đây là tên của phương pháp là phương thức phần tử hữu hạn. Khi mà discretize này thành các phần tử hữu hạn thì mỗi cái lattice structure này nó có thể contain tới hàng trăm nghìn cho đến hàng triệu phần tử, tùy theo cái resolution và tùy theo cái capacity của cái computer của mình. Nếu mà bạn Amazon và bạn dùng AWS thì bạn có thể lên tới 1 tỷ phần tử, chắc ok, Amazon ngon lành có cái kết cấu thế. Chứ còn nếu mà các nhà nghiên cứu ở trong các cái lab của mình thì chỉ dám dùng đến khoảng độ tầm 100,000 phần tử thì đã coi như là computer đã cháy máy rồi. Thế nên là sau khi mình chia cái phần tử này thì một cái bản chất là giải cái bài toán phân tử hữu hạn này là giải cái gọi là hệ phương trình cái hệ phương trình với mỗi cái hệ phương trình gồm có các cái gọi là cho các cái chuyển vị của các cái phân tử ở trong cái bài toán phân tử hữu hạn này. Thì mỗi cái phân tử, mỗi cái node ở trong
cái bài toán phân tử hữu hạn này nó sẽ có 3 degree of freedom là di chuyển XYZ. Thì tổng cộng như thế bạn có, nếu một có 100.000 phần tử thì bạn có thể lên tới khoảng độ tầm 500.000 cái degrees of freedom, có nghĩa là bạn có một hệ phương trình gồm 500.000 cái biến số mà bạn phải giải, gọi là hệ phương trình và phải giải đó. Thế nên là bình thường thì mình ngày xưa thì mọi người vẫn dùng MATLAB để giải, nhưng mà bây giờ những cái đó thì đòi hỏi những cái kết cấu, đòi hỏi những cái solver nó rất là strong. Và Abacus thì nó đã có những cái solver rất là strong rồi, thì mình bạn dùng trực tiếp. Sau khi bạn setup cái này, sau khi bạn có model và bạn đã dùng mesh rồi, thì bạn có thể apply cái lực nén hoặc lực kéo vào đó. Bạn đồng thời bạn phải setup cái boundary condition là những cái constraint nào của bạn apply vào cái structure này. Ví dụ cái trong cái bài toán này thì cái lực thì apply from the top, và cái bottom thì bạn thì phải constrain các cái node hoặc các cái element ở the bottom để nó không thể move up left and right, mà nó phải cố định một chỗ, và sau đó bạn compress. Thì cái bài toán này thực chất là bài toán giải phương trình thôi, nhưng mà dùng qua software thì nó đơn giản là một bài toán phần tử hữu hạn. Thì sau khi mà bạn setup, bạn apply cái lực rồi, thì bạn sẽ phải setup xem cái type của cái type của cái loading của bạn như thế nào. Ví dụ như là bạn là compress nó displacement step by step, hay là bạn apply một cái lực nhất định ở đó. Thì trong cái bài toán trong phần tử hữu hạn thì nó có nhiều loại bài toán dynamic, hoặc bài toán static, bài toán động và bài toán tĩnh. Bài toán động có nghĩa là bạn áp dụng một cái lực vào trong cái structure, và cái structure nó sẽ tạo ra một cái phương trình gọi là implicit, và cái quá trình solving implicit thì nó sẽ cuối cùng sẽ đưa cho bạn cái kết quả cuối cùng là final deformation của cái structure này. Còn bài toán dynamic là quá trình bạn increase cái lực step by step theo thời gian, và mỗi cái quá trình, mỗi khi bạn increase một cái loading step thì cái structure nó deform một chút, và bạn sẽ có thể mô phỏng toàn bộ cái quá trình đó. Thì đấy là cái difference giữa implicit và explicit. Thế còn nếu mà bạn muốn tìm hiểu thêm cái này thì chắc phải đọc thêm mấy quyển sách về phần tử hữu hạn. Còn lại bạn chắc có câu hỏi của bạn nó hơi tương đối hơi rộng, nhưng mình chỉ nói có qua vậy thôi. Vâng ạ, rất cảm ơn câu hỏi của bạn Văn Cường ạ. Hy vọng là câu trả lời của anh Jonathan thì có thể giúp ích được nhiều bạn. Nếu có thể muốn trao đổi thêm thì bạn có thể email trực tiếp đến cho anh Jonathan. Vâng, sau đây thì chắc là anh Peter đã phải chờ rất là lâu rồi. Anh Peter có câu hỏi đến anh Phương ạ. Cảm ơn anh Jonathan đã có một cái bài thuyết trình rất là hay. Và em xin comment về cái lúc nãy anh giải thích cho anh Sơn Nguyễn về cái defect ấy, thì đúng như anh nói là nói chung là nói về design thì chả có cái gì gọi là perfect ở đây cả. Các cái structure kể cả từ nanoscale cho đến micro hay là macro scale thì luôn luôn có defect, và rất khó để kiểu avoid cái chuyện đấy. Thế cho nên là mọi người bây giờ là kiểu cố để kiểu tạo ra defect để có được những cái tính chất mà mình mong muốn, và gần như là nó open trong cái lĩnh vực như là making defect ở everywhere luôn. Thì cái đấy là có kể cả đến graphene, rõ ràng graphene người ta bây giờ cũng có nhiều cách để chế tạo perfect graphene rồi, nhưng mà bây giờ người ta thích doping rồi make defect để tạo ra một loạt cái tính chất mới, thì đấy là những cái bài toán rất là hay, và nó cũng lên physical review letters hay là lên Nature mà, thì đấy là các vấn đề. Nhưng mà có em có một câu hỏi muốn hỏi đến anh, tức là bởi vì trong cái lĩnh vực của em là lĩnh vực làm về dược phẩm, thì người ta cũng có một số cái bài báo người ta quan tâm đến in 3D trong thuốc. Thì em không biết là ở Úc cái lĩnh vực này đã thật sự là phát triển chưa, và kiểu là đã có nhóm nghiên cứu nào người ta bắt đầu nghĩ đến chuyện này chưa? Mình nghĩ là có một số nhóm nghiên cứu về lĩnh vực in 3D trong thuốc rồi. Thì thực ra mình cũng không phải là chuyên gia về đấy, mình không tìm hiểu kỹ về cái nhóm nào nghiên cứu về cái đấy, nhưng mà mình hình dung cái quá trình nó là liên quan cái quá trình mà in 3D là trong cái quá trình trộn thuốc, giúp trong quá trình trộn thuốc vào đó, thì gọi là
thì mình cũng chưa hình dung ra được xem là nó có những cái lợi thế gì hơn so với cái công cụ trong những cái hiện tại trong cái công ty về về sản xuất thuốc, nhưng mà mình có hình dung có một số mình có một cái cậu sinh viên PhD cũng nghiên cứu về các cái cách mixing các cái loại các cái solution khác nhau để tạo ra một cái combination thuốc theo một cái tỷ lệ nhất định. Thì cái quá trình nó liên quan tới quá trình để tạo ra một cái reservoir, một cái manifold mà nó có những cái layer, những cái giống một cái hệ thống microfluidic structure nào đấy để nó inject những cái fluid theo những cái rate khác nhau, rồi theo những cái ratio khác nhau, theo cái speed khác nhau, để cái quá trình đó automate cái quá trình mixing đó. Thì hiện tại thì trước đây mọi người dùng công cụ như microfluidic các thứ để tạo ra cái quá trình mixing như thế. Nhưng hiện tại thì mình có một cậu PhD thì cậu ấy cũng nghiên cứu về fluid mechanics, nhưng mà dùng những cái thiết kế về 3D printing structure để thiết kế những cái cấu trúc manifold để tạo ra được cái quá trình mixing như thế. Nhưng nó tương đối là early step. Nhưng mà mình cũng không hình dung, mình cũng chưa chưa mình cũng không 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 thấy ai ở trong MIT hiện tại nghiên cứu về application on drug development hay là trong đó, nhưng mà mình hình dung ra là những cái hướng đấy là tương đối là thú vị và mới. Mình không biết là Việt Nam thì mọi người thì đã làm đến đâu rồi. Hiện nay thì chưa, em mới chỉ nghe nói là ở bên bên trường dược có mua một cái máy in 3D để thử in cho thuốc thôi, nhưng mà em cũng chưa tìm hiểu chính xác là họ làm được đến đâu. Nhưng mà còn về kiểu là nghiên cứu sâu theo cái kiểu giống như của anh đang làm thì hiện nay ở Việt Nam là chưa có. Nhưng mà Mà đúng em rồi. thấy người ta thường thì người ta kiểu là nói là dùng in 3D để kiểu là để sản xuất những cái loại thuốc mà nó như kiểu cho các cái căn bệnh hiếm ấy. Vì các cái nhà sản xuất thì thường thường ngại thì là các cái căn bệnh hiếm thì thực ra là rất ít người và nó bán thì quá đắt, và nói chung là bệnh nhân thì rất là selective. Mà trong khi đó thì họ run một cái dây chuyền thì họ phải sản xuất ra hàng loạt, nếu mà không thì đúng là cũng phí tiền run dây chuyền. Thế cho nên là trong trường hợp này thì in in 3D nó là rất là kiểu là the best trong trong cái chuyện này. Thì nói chung là người bệnh thì phải chấp nhận trả thôi, hoặc là chính phủ phải có cái support gì đó để hạ giá thành. Còn đâu là nhà các cái nhà sản xuất thuốc lớn thì họ đương nhiên họ chả dạy gì mà họ đi run cái dây chuyền to đùng xong rồi để chỉ bán được có vài nghìn viên thuốc một năm. Thì cái đấy là cái lợi thế của in 3D ở hiện nay. Make sense. Cái đấy cũng ý tưởng cũng hay, nhưng mà mình chắc là mình đoán là nó liên quan tới 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 mixing các cái nếu mà nó in 3D theo theo ý ở bên trường dược thì chắc là họ sẽ dùng các cái extrusion based printer để nó extrude các cái lượng fluid theo những cái tỷ lệ khác nhau. Thì thực ra nó cũng cũng không hoàn toàn là in 3D, vì in 3D là you have to reconstruct the structure layer by layer gì đấy thì nó mới in 3D. Còn cái quá trình kia thì nếu mà dùng các cái nozzle mà để pump out the material rồi các thứ thì bình thường thôi, thì nó cũng không hẳn là quá trình in 3D, nó chỉ là ứng dụng của in 3D vào trong cái đó thôi. Vâng, thì như cái nhóm bên Ba Lan mà em cộng cộng tác thì họ cũng kiểu là ok, họ mua các cái gọi là máy máy in phổ thông trên thị trường thôi, sau đó là họ cũng cũng cố gắng kiểu là in 3D thuốc. Thì họ kiểu là đúng nghĩa là drop design, là tìm ra cái design nào đó để cho tốt nhất, để kiểu là khi cái thuốc nó được uống vào người hay là anh ném vào cốc nước thì nó sẽ kiểu là cái độ hòa tan nó rất là tốt nhất. Bởi vì như kiểu khi khi mình uống thuốc thì mình chỉ trong cơ thể mình phải kiểu là cái khoảng thời gian để mình hấp thụ thuốc nó chỉ là kiểu là hữu hạn thôi, nếu mà không thì mình kiểu là đi vệ sinh thì thuốc nó cũng ra ngoài hết. Thì đấy đấy nó sẽ là problem. Thế cho nên là người ta một trong những người ta muốn kiểu là investigate vào cái lĩnh vực in 3D cho thuốc, đó chính là design ra những cái loại thuốc nào mà kiểu là có tính đấy thẩm thấu và tối ưu hóa trong cái quá trình chuyển giao thuốc vào trong cơ thể.
Thực ra thì ra mình cũng recently mình đọc một cái paper mình không rõ chính xác đâu, nhưng mà cái hướng nghiên cứu khá là hay là họ design thuốc for a individual. Đấy, tức là mỗi người có một cơ địa khác nhau và có thể map out cái cơ địa đó, hoặc là cái gọi là cái preference của cái cơ địa của cái cơ thể con người đối với từng loại thuốc khác nhau, mà có thể design cái loại thuốc. Bởi vì nếu mà anh mua trên thị trường thì nó cái thuốc đó chỉ design cho đại đa số mọi người thôi, nhưng mà ví dụ muốn design cho a particular patient cùng một cái history nhất định thì sẽ có những cái phương pháp mà tương đối là customize hơn, khá là thú vị. Vâng, thì em thấy là tức là cái lúc kiểu là làm gì liên quan đến ứng dụng thì cũng hỏi là cái tập khách hàng là ở đâu, thì chắc chắn khách hàng không phải là khách hàng phổ thông rồi, thì bảo là, nhưng mà rõ ràng là cái người gọi là thu nhập tầm trung hay là như kiểu các đại gia là sẵn sàng chơi, bởi vì sức khỏe với họ nó còn quan trọng và họ kiểu là cần get healthy trong as soon as possible, thì họ sẵn sàng họ trả cho cái đấy, thì đấy là cái argument của họ. Đúng, chính xác. Vâng, thì tức là em muốn cần phải một chút, tức là em là dân lý thuyết chính gốc chứ em không có lòng mô phỏng. Thế cho nên là tức là như kiểu em propose ra các cái model để giải quyết các cái hiện tượng và giải quyết các cái bài toán ở trong công nghiệp, chứ em không hoàn toàn không dùng mô phỏng. Tự propose ra model riêng. Nhưng mà ví dụ như em nhìn cái nghiên cứu của anh thì tức là đầu tiên là anh tạo ra những cái anh thiết kế những cái structure ở trên máy tính này, xong rồi anh tìm những cái tức là như kiểu là anh propose ra những cái thuật toán khác để anh có thể kiểu là accelerate cái quá trình tính toán, đúng không? Đúng rồi. Thực ra thì mình nói thật là mình cũng, cái này là stem from từ thời gian mình làm ở UIC nhé. UIC ngày xưa, cái thời kỳ ngày xưa mình nhớ là mình, kể chuyện mọi người chắc biết, mình cái thời kỳ mình học đấy thì sinh viên nào mà có cái máy tính ThinkPad các thứ là hồi đấy làm là sướng lắm. Mình cái nhóm mình thì chuyên làm về mô phỏng về vật liệu composite các thứ nữa. Thế thành ra là mô phỏng hồi đấy thì gần như là không có biết khái niệm gì về là gọi là supercomputer workstation đâu, mà giáo sư cũng chả biết mày dùng computer nào để mày simulate cái này. Đúng lại là mỗi anh có một cái máy tính anh tự mua hoặc tự đầu tư đâu đấy, anh mô phỏng cái máy tính, cái cấu hình nó rất là thấp, nó dẫn đến chuyện là mình muốn simulate cái gì ấy, thì là take forever để simulate để trong cấu trúc. Mình nhớ đầu tiên cái bài toán đầu tiên mình phải làm hồi PhD nó phải chạy một tháng đợi hoài à. Thế xong đến lúc industry vào thì họ hỏi từ đấy, cái project đấy thì được fund bởi Intel, thì thế này thì bây giờ ta đang làm cái wafer này mà muốn làm cái simulate này để xem là cái bonding của thin film này với cái wafer này thế nào, dùng cái mô hình của mày thì chạy một tháng là kết quả thì chúng ta chịu, chả biết nhà máy dừng giữa chừng thì làm sao mà dừng giữa chừng để mà đợi kết quả được. Thế bảo bây giờ làm sao mà giảm xuống thời gian xuống còn 10 minutes, phát triển mô hình mới đi có 10 minutes, thế thì ok. Thế là từ cái mô hình 3D thì mình phải nghĩ tìm cách xem là phát triển cái mô hình nó đơn giản hơn để mà có thể predict được. Và cuối cùng là nếu mình predict bằng dùng analytical tool thì quá tuyệt vời, là như tính rất Excel file ra ngay. Thì đấy, cuối cùng thì từ một tháng đấy thì đến hết PhD thì cùng develop được một cái model nó có thể predict được cái same issue mà trong 10 minutes thôi. Simulation time thôi, thì đấy cũng là một cái nó tạo cho mình một cái xuất phát điểm đầu tiên. Mình nghĩ là mọi cái modeling nó đều chỉ là một cái approximation, nó không thể nào chính xác hoàn toàn 100%, và mục đích của simulation là cuối cùng là nó đưa ra một cái, thứ nhất là đưa ra một cái prediction nào đó cho một cái mô hình nào đó, cho một cái particular behavior nào đó của cái material, chứ không phải toàn bộ mô hình đâu. Mọi người cứ nghĩ là cái mô hình này perfect phải simulate everything là wrong. Thế nên là mình chỉ muốn optimize để nó đạt được cái mục đích này, nó capture được cái behavior nào, còn những cái behavior khác mình không muốn, không care, thì mình không cần capture nó. Thế nên là mình làm sao mình simplify nó, mình simulate nó as quick as possible, và cuối cùng là come up với một simple analytical equation
và mọi người có thể dùng được cái analytical equation đấy, có thể tính được hết, thì đấy là cái goal cuối cùng của nó. Thành ra sau này nó cũng dần dần translate vào những cái research sau này của mình. Mình có một cái model hết sức phức tạp thì mình muốn luôn luôn tìm cách simplify nó thành cái gì nó đơn giản hơn, nó make sense hơn và mọi người có thể dùng được. Vâng, đấy thì em cũng cái philosophy nghiên cứu của em cũng như thế, tức là em bởi vì em cộng tác cùng với bên thực nghiệm rất là nhiều nên em cũng phải kiểu là cố gắng simplify đi mọi thứ thì em mới chăm được nhiều cái lĩnh vực khác nhau hơn nữa, là mình kiểu là đưa ra những cái approximation hay là những cái assumption thì mình có thể kiểu là explain được cho bọn họ, chứ kiểu là mình làm những cái thứ phức tạp quá hay là như kiểu là để vào trong chẳng hạn đối với thực nghiệm thì simulation dù sao nó là cái gì đó như kiểu black box thì họ họ không không understand được nhiều lắm các cái ở giữa, thì đấy là cái mà em cảm nhận đối với những collaborator của em. Đúng rồi, nhưng mà thực ra thì có một cái vấn đề đối với analytical model mình phát hiện ra, mình thì làm nhiều cái industry thì mình mới phát hiện, ví dụ như cái những cái kết cấu như là ngày xưa mình phải mô phỏng kết cấu ở trong rocket chẳng hạn, trong tên lửa chẳng hạn, tên lửa đẩy, thì nó liên quan đến chuyện là trong một cái rocket đấy nó có bao nhiêu là bộ phận và bao nhiêu loại material khác nhau, mỗi thằng là nó có một cái behavior khác nhau non-linear, nó không phải vật lý thuần nhất. Nếu mà vật lý thuần nhất thì mình có thể dùng cái model single mình có thể predict được, nhưng mà nếu bắt đầu khi combine với nhau mà chưa kể những cái non-linear nó liên quan tới contact giữa các cái vật liệu khác nhau, thì cái đó là nó rất là khó để mà đưa ra một cái model hoàn chỉnh. Nếu như mà đối tác họ thay đổi một cái cấu kiện trong đấy, anh lại phải develop một model mới là rất là khó. Thay đổi cần chỉ cần một thay đổi một cái bolt hoặc là thay đổi một cái loại vật liệu ở trong cái đấy là lại model khác, vì physics lại phải run một loạt các experiment khác để làm đấy. Thế nên là nó liên quan tới cái requirement của industry. Ví dụ industry bây giờ mày develop cái model này rồi, tao sẵn sàng provide mày cái experimental result để mày validate cái model của mày. Model mày ok, happy with that, nên có thể dùng đấy để dùng có thể predict được những cái new set of parameter hoặc new design trong đó mà không cần phải run experiment nữa. Ví dụ trong một trong vài cái experiment ở bên này mà anh mình làm, một cái experiment cost $10,000. Mình không thể repeat even 3 times để mà get a repeated result. Chỉ có một only one chance you do that. Next time you use that để predict những cái configuration khác. Thì đấy là một cái challenge sao mà có được cái model. Còn nếu mà hiện tượng physics mà beautiful physics thì dùng analytical model vẫn là beautiful. Nhưng mà bắt đầu đến industry application thì là industry thì họ không kể, miễn là phải bắt được chuột thì họ mới chơi, chẳng hạn thế. Đấy, thì còn analytical mà làm được thì ngon, còn nếu mà analytical mà too complicated thì họ cũng không thích, họ lại bảo thế thì cũng không thể capture được mọi thứ. Thì mình hình dung là cái quá trình nó sẽ phức tạp như thế, thì mỗi thằng cũng có một thế mạnh khác. Analytical vẫn là một cái gì đó rất là hay, rất là purely beautiful, nhưng mà vẫn phải có những cái kết hợp những cái practical application nhất định để realize nó. Vâng, cảm ơn. Nhưng mà em có một cái nữa là tức là ok, anh em mình cái xuất phát điểm có vẻ như là khá giống nhau, tức là ok đều xuất phát từ kiểu làm toán và làm mô hình, rồi cũng có một chút simulation các thứ nhiều. Thế thì cái next transition của anh là làm sao mà anh kiểu là bắt đầu nhảy sang cũng làm có một chút thực nghiệm, vì em thấy là ví dụ như là hiện nay của em thì em vẫn là cộng tác cùng các nhóm thực nghiệm rất là nhiều, nhưng mà đại khái là như kiểu mình vẫn là cộng tác và nhờ người ta làm thử nghiệm cái này cái kia, thì somehow là ở giữa nhiều khi là cái ý tưởng của mình deploy nó chưa hết ý, hoặc là kiểu mình cũng phải depends vào người ta. Thì em muốn hỏi cái transition của anh là làm sao anh move được nó để sang hẳn bên thử nghiệm một cách smoothly nhất. Cũng khá là câu hỏi cũng rất là hay, nó liên quan tới trajectory của kiểu researcher ấy. Thì thực ra là nó cũng do cái xuất phát điểm ban đầu của mình từ hồi IEC, thì mình có hai supervisor. Một ông thì là chùm về mô phỏng, ông đấy là giám đốc của trung tâm nghiên cứu về gọi là Rocket Simulation Center của cái khoa aerospace bên UIC. Bà giáo sư bà Nancy Soros thì cũng là chùm về experiment trong vật liệu composite, về self fueling composite ở có khi là Sơn Nguyễn cũng biết về chuyên môn làm về self fueling, nhưng mà for composite material.
thì hai bên này thì có một cái đặc biệt là mình cứ bị kéo bên trái kéo bên phải đó. Thế bên giáo sư experiment thì bảo mày phải làm experiment, ông giáo sư làm simulation thì mày phải làm simulation. Thế đó đến cuối thì mình phải làm cả hai túm lại. Thế thì thực ra thì một đấy là trường hợp đặc biệt, vì trong nhóm ấy thường là chỉ có thằng này làm experiment rồi thằng kia làm simulation ấy thôi, nhưng mình thì là cả cả hai hàng, vì có hai professor, hai supervisor, mỗi người control một kiểu đấy, thành ra là mình cũng, nhưng mà mình có một cái benefit của cái quá trình này là nó làm cho cái não của mình nó thường xuyên nó luân chuyển giữa hai cái hai hai cái thái cực, hai cái thái cực nó giống như là mình nó giúp mình hình dung ra là bây giờ mình làm mô phỏng thì trong thực nghiệm thì cái gì là quan trọng, cái gì control được, cái gì không control được. Và khi mà làm mô phỏng thì nó cũng trở nên thực mình nó trở nên thực tế hơn, thế nên là mình cũng thấy có thú vị. Sau đấy thì sau này thì có một cái lợi thế nữa là trong dân mô phỏng, dân làm thực nghiệm là dân làm lý thuyết là trong cái hoàn cảnh như kiểu như COVID như này, thế thì hoặc khi mà mình mới start up một cái faculty position thì mình rất khó để mình có đủ quân với lực lượng để mình phát triển một cái idea của mình và để mình làm cái gì mới. Thế nên mình vẫn phải có công cụ mô phỏng để mình coi như là tiếp tục publish rồi căn cứ để mà survive. Đấy, để survival skill rất quan trọng, thì mình trong trong academic theo mà publish theo một cái vẫn phải publish đều trong khi vẫn xây dựng được cái lab các thứ, thì dần dần mình sau khi mình có thời gian rồi thì mình bắt đầu mình mới tìm cách muốn xây dựng lab phải kiếm được tiền. Đúng lại thế, phải tìm cách kiếm được tiền và tìm cách xoay tiền rất nhanh. Đấy, mua bán đồ các thứ, thành ra là nó là cả một cái nghề. Ví dụ như là năm cuối năm vừa rồi ạ, mình phải luôn luôn chuẩn bị trong cái tình huống, bởi vì nói anh em trẻ mọi người hình dung là cái thiết bị nhiều khi nó trên trời rơi xuống ấy. Nhiều khi một ngày nào đấy dean hiệu trưởng gọi đến hoặc là head department gọi đến mà bây giờ toàn khoa người ta có từng này tiền phải tiêu rất nhanh trong vòng một tuần, bây giờ thằng nào mà có ý tưởng là hay là đưa ra phát là tiêu được luôn, mua được thí nghiệm luôn. Vấn đề là thằng nào phải chuẩn bị trước, phải có ý tưởng ngay, để làm những cái đó. Thế là mình cũng luôn phải proactive để mình tìm những cái vật liệu mới hoặc là tìm những cái thiết bị mới mình sẵn sàng ấy. Mình chưa có tiền nhưng mà mình vẫn có thể tìm hiểu những cái gì đó, mình plan ahead of time để khi mà có cái điều kiện đó thì mình có thể mua mua được vật liệu mà mình mua cái vật liệu mình cần. Thì mình nghĩ là một cái quá trình nó diễn ra một cách từ từ dần dần transition sang làm thí nghiệm, đầu tiên là thiết bị nhỏ rồi dần dần đến thiết bị lớn hơn đấy. Và diversify nó ra để đừng bị phụ thuộc vào một cái thiết bị nào đấy, ví dụ nó breakdown cái là lập tức là mình phải có những cái hướng nghiên cứu khác nó có cái tương đồng để mình có thể tiếp tục phát triển theo cái hướng đó, mình không bị phụ thuộc quá nhiều vào một thiết bị, thì mình có phần một vài thiết bị để diễn ra thường xuyên. Mình lấy một số cái kinh nghiệm bản thân nó như vậy thôi. Vâng, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em xin nhường lại quyền được hỏi cho người khác. À vâng, vừa nãy thì anh Jonathan có nhắc lại đến phần là self healing material, nên là anh Sơn Nguyễn cũng đang có muốn hỏi thêm một câu ạ. Mời anh Sơn Nguyễn ạ. À vâng ạ. Chào anh Jonathan, thì lúc lúc nãy anh có nhắc tới cái cô ở trường UI UC ấy, thì em nghĩ có lẽ là anh nhắc tới cô Nancy Sotos đúng không anh? Tức Đúng không? là người composite self healing composite materials. Thì cô đấy thì em cũng rất là ngưỡng mộ, và thật ra là cả cái team đấy luôn, chồng của cổ rồi ông đồng nghiệp, cũng ông giáo sư thầy gì thầy Rice hay là White gì đấy, đại khái là Like. em luôn theo dõi. Dạ đúng rồi, thì em cũng học rất là nhiều từ những cái nghiên cứu của mấy vị đấy, thì em chỉ chia sẻ cái tên của cổ thôi, còn em cho phép em hỏi anh thêm một câu, thì cái này nó liên quan đến cái chỗ mà em có theo dõi thì thấy anh có cái bài presentation của anh thì anh có dùng micro CT đúng không ạ? Thì vâng, thì em khi mà em làm với vật liệu ceramic ấy, thì em gặp một cái trở ngại khi mà nghiên cứu cái cấu trúc 3D của vật liệu, tức là khi mình dùng micro X-ray CT scan để mình nghiên cứu cấu trúc 3D hoặc là mình tái cấu trúc nó,
thì đối với những cái vật liệu ceramic mà nó có cái density nó lớn á, cái khối lượng riêng, cái mật độ ấy mà nó lớn ấy, thì nó lại hấp thụ hết cái tia X-ray. Cho nên là cái khi mà X-ray nó phóng đối với những cái vật liệu mà nó dày ấy, nó cỡ ví dụ kích thước nó khoảng từ mm ở đây, thì cái tia X-ray nó không có xuyên thấu được toàn bộ cái cấu trúc của cái vật liệu. Ví dụ như cái xương của mình ấy, là nó có bên cấu trúc bên trong nó vốn là rỗng, cho nên là nó có thể xuyên qua được. Nhưng mà đối với những cái vật liệu đạt như là em làm 95-99% density ấy, thì đối với những vật liệu mà em làm, em tổng hợp từ ytterbium silicate, tức là những cái vật liệu rare earth mà nó có cái khối lượng trọng mặt cái density nó lớn ấy, thì khi mà em phóng qua thì cái hình ảnh tái cấu trúc của cái CT nó rất là mờ, tức là những cái lớp bên ngoài thì nó nhìn thấy, nhưng mà khi vào những cái lớp chính giữa của cái vật liệu thì nó không thể thấy được những cái lỗ, và có porosity hay không thì nó không có biết được. Thì cái đấy là một cái em gặp khó khăn khi mà em nghiên cứu vật liệu ceramic bằng cái kỹ thuật 3D X-ray CT scan. Thì cũng 2-3 năm rồi em không có làm lại, nhưng mà em không biết bây giờ cái kỹ thuật của micro X-ray CT scan nó tiến bộ tới đâu, nó có thể nhìn được, nghiên cứu được cái cấu trúc cái lõi ở bên trong của những cái vật liệu ấy gì chưa. Thì không biết là anh có thông tin gì có thể chia sẻ không ạ? Thì câu hỏi Sơn cũng rất là hay, vì mình gần đây mình có một cái dự án như mình nói về thử in cái vật liệu ceramic. Yeah. Thì thằng in ceramic này thì thực ra mình lại dùng X-ray CT tương đối nhiều để phát hiện xem các vết nứt ở trong nó như thế nào. Thì thực ra mình không biết là cái kết cấu của mình nó chắc là mình dùng thì vật liệu của mình thì dùng theo kiểu là pre ceramic polymer, nên mình dùng để mà mình tạo cái vật liệu green body từ một cái loại pre ceramic polymer, sau đấy mình mới sinter at high temperature. Yeah. Mình sinter at khoảng độ 1000 độ C thì bắt đầu có những cái crack nó bắt đầu hình thành, những cái porosity bắt đầu hình thành do cái quá trình do những cái quá trình mà các cái void các khí bắt đầu sinh ra, và nó tìm cách nó expel ra thì nó tạo ra các cái crack. Thì mình có thể mình nghĩ rằng là do cái quá trình làm của mình nó chưa perfect, nên mình nhìn thấy các cái void nó rất là rõ. Mình không biết là cái máy của mình thì thực ra là cái máy của bên trường MIT của mình thì là dùng máy của bọn GE General Electric, thì mình dùng cái máy đấy. Thì đúng như là Sơn nói đấy, thì nó thực ra là nó depends vào cái quality, cái void của nó như thế nào. Thì quan trọng là cái void mà nó quá bé, tầm có thể nhìn được cái void tầm đến tầm kiểu như là more than 1 micron thôi. Còn nếu mà sub micron ấy thì gần như là nó rất là khó. Và thứ hai nữa là mình phải filter. Nhiều khi mình dùng cái filter mà nó tương đối lớn thì nó có dẫn đến tình trạng là nó sẽ filter hoàn toàn cái void nó đi, và nó consider là solid material. Thì nó depend vào cái resolution của cái print của cái X-ray CT. Thì MIT có hai máy, một máy là micro CT, một cái là nano CT mình chưa dùng bao giờ. Một cái đó thì cái sample của nó là bé hơn rất nhiều, nhưng mà nó có thể nhìn vẫn cấu trúc nano. Mình cũng chưa thử dùng bao nhiêu. Còn sinh viên thì họ cũng mới gần đây mới bắt đầu learn cái đó, thì mình để xem họ có thể làm được đến đâu rồi. Nhưng mà đúng là nếu mà cái vật liệu nó gần như là homogeneous, gần như là hai cái density của nó rất là cao, thì thực ra là gần như là mình nhìn qua đó mình không nhìn thấy mấy. Quan trọng là Sơn muốn tìm cái gì ở trong cái đó thôi. Ví dụ thế, ví dụ mình predict là mình cảm giác, ví dụ mình muốn là xem là có bao nhiêu cái void của nó ở cái cấp độ nano micro, hoặc là mình muốn xem là cái void distribution của nó ở cái with respect to cái threshold của nó là như thế nào, thì mình có thể dùng micro CT để mình có thể confirm cái đó. Chứ dùng micro CT để mà track down every single defect của nó là impossible, bởi vì anh filter out gần như là anh
anh phải xác định lúc mà anh apply dùng dùng computer graphic để anh có thể process cái đó, là anh phải xác định cái filtering kiểu như là pore size ở trong đó rồi. Mà anh khi anh xác định đó thì chỉ có những cái pore nó above cái diameter thì nó showed up trên cái hình thôi, còn lại vẫn có ấy, cái distribution của very small pore thì cái microscopy nó không thể nhìn hết được. Mình cũng nghĩ là nó cũng chỉ nhìn đến một cái resolution nhất định mà nó không thể nhìn được quá là kỹ. Và thứ ba nữa là nó liên quan tới cái number of layer mà mình scan, cái sample mình phải rất là nhỏ, mình có thể scan được những cái như cái hình vừa rồi mình scan là 120 cái scan per millimeter chẳng hạn thế. Tức là mình như cái cursor là muốn scan ra được những cái very small pore, có khi phải đến cả nghìn hoặc cả vài chục nghìn cái scan per millimeter mới có thể scan ra được cái đó, thì cái mô hình nó trở nên cực kỳ là expensive, và nhiều khi nó liên quan tới cái khả năng processing của cái computer nữa, nó có thể process được nổi cái big data này không? Dạ, như cái của em thì em giống như anh chia sẻ thì nó cũng tầm cái resolution của nó cầm tầm khoảng là được 1 micrometer, nếu mà nhỏ hơn 1 micrometer thì nó sẽ không có phân biệt được rõ là bo hay là một cái điểm. Thì có nghĩa là em muốn tìm những cái crack mà có thể là nó có kích thước nhỏ hơn, bởi vì thường cái crack nó bắt đầu nó xuất hiện và em đánh giá thì thường là mình sẽ tìm những cái crack nó có kích thước khoảng 1 micrometer, coi như là mình tìm những cái crack đấy chẳng hạn. Thì nó gặp cái vấn đề là giống như lúc nãy em có nói ạ. Nếu như đối với những cái vật liệu mà nó có cái density nó nhẹ, ví dụ như là SEO2 hoặc là MGO, tức là cũng ceramic nhưng mà cái density nó nhỏ ấy, thì nó có thể nhìn rất là tốt, nhìn xuyên được và nhìn xuyên qua toàn bộ cái mẫu được, và nó thấy được cái những cái bo rất là rõ. Nhưng mà khi mà em thay bằng cái vật liệu mà nó có cái tính cell healing chẳng hạn, thì nó thường lại là những cái oxit mà nó có density nặng thì nó không nhìn được cái phần trung tâm. Thì cái máy của em thì chắc cũng giống cái máy micro CT scan mà anh chia sẻ, thì có cái resolution là nó khoảng 1 micrometer. Còn cái loại nano thì em cũng chưa, như anh nói thì em cũng chưa thử bao giờ, không biết, là hy vọng là cái đấy mà có cái đấy thì có khi là nhìn được những cái bo nhỏ hơn chẳng hạn. Dạ, cảm ơn thông tin chia sẻ của anh ạ. Cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh Sơn ạ. Thì sau đây bạn Lê Đình Hải ạ, từ bạn ấy là nghiên cứu sinh đang học PhD candidate của New South Wales ạ. Bạn ấy cũng có nghiên cứu về mechanical structure và bạn cũng có muốn có câu hỏi gửi đến anh Jonathan ạ. Dạ, xin chào chú. Cho mình đổi cái microphone cái nhá, tại vì cái microphone của mình tự nhiên là hết pin. Dạ. Alo. Dạ. Có nghe chưa? Đầu tiên xin cảm ơn chú vì đã có một bài phát biểu rất là anh hay. Được rồi. Anh được rồi. Dạ vâng, thế thêm được. Cảm ơn anh vì đã có một bài chia sẻ rất là hay về công nghệ in 3D. Thì em thì cũng đang làm về in 3D cho microwave và acoustic. Thì những cái vật liệu mà em hướng đến là những cái vật liệu mà có thể reconfigurable. Tức là mình có thể biến đổi cấu trúc của nó để phục vụ cho các mục đích về truyền sóng khác nhau. Vì bản chất của microwave và acoustic đều là truyền sóng. Thì cho đến hiện tại bây giờ đấy, thì em biết được có khoảng 1-2 loại vật liệu in 3D mà mình có thể reconfigure sau khi mình đã print. Tức là một là một cái nhiên là biết trước lúc em học thạc sĩ thì là một cái vật liệu gọi là
memory polymer. Tức là người ta có thể print memory polymer, tức là sau đó mình có thể, tức là mình có thể reconfigure nó bằng nhiệt. Và một loại khác thì là các cái 4D liệu, 4D printing, gọi là lĩnh vực 4D printing. Dạ, và một loại khác thì là in 3D dẻo, một loại POA dẻo. Thì tức là mình sẽ dùng mechanical, tức là để mình điều chỉnh. Thì ngoài hai cái vật liệu ra thì anh có thể gợi ý xem là còn những cái loại vật liệu nào khác mà mình cũng có thể in để mình có thể tác động bằng những cái ngoại lực, hay là bằng nhiệt, hay là bằng quang học, hay là bằng một bất cứ một cái stimuli gì đó để điều khiển cái tính chất của nó. Hiện tại thì em đang hướng đến các cái cấu trúc mà có thể chủ yếu là thay đổi về hình dạng. Trước hết là thay đổi về hình dạng trước, vì thay đổi hình dạng thì nó sẽ dễ, thì tức là về cái reconfigurable structure nó có rất nhiều loại, nhưng mà em đang hướng đến chủ yếu thay đổi về hình dạng thôi, chứ không nói gì đến tính chất. Thì không biết anh có gợi ý được là một vài loại vật liệu gì, hoặc là một vài loại máy in gì đó mà có thể ngoài những cái loại em vừa kể ra để có thể thay đổi cấu trúc mà ra càng cái tần số nhỏ, mà càng scale nhỏ càng tốt. Ví dụ như là ultrasonic, vì bình thường là microwave hay là về vùng sóng âm bình thường, sóng âm dạng vài kilohertz thì cái kích thước nó vẫn còn lớn, nên là cái việc cái quantity của cái vật liệu nó không quá quan trọng. Nhưng mà ở các kích thước nhỏ mà dùng cho sóng ultrasonic hay là hypersonic thì cái chất lượng vật liệu cực kỳ quan trọng. Thì không biết anh Quân có gợi ý gì về để phát triển cái hướng này không? Thì mình cái hướng của Hải nghiên cứu là hướng đang rất là hot ở trong 3D printing, mà mọi người gọi là hay refer nó gọi là 4D printing chứ không gọi 3D printing, tức là vật liệu nó có cái gọi là có thể configurable, hoặc là có thể change shape, hoặc có thể change properties. Chain properties dưới tác động của ngoại lực. Thì mình cũng read một số paper gần đây, thì hoặc là theo dõi mấy năm gần đây thì mọi người vẫn làm nhiều về, ví dụ như cái nhóm ở Harvard thì có thể print những cái vật liệu như có thể như Hải nói đấy, một loại polymer quên mất tên rồi, on the top of my head, nó cái loại vật liệu đó thì nó có thể thay đổi theo ánh sáng với nhiệt, và nó có thể curl up. Gần đây có một bài Nature Review trên Nature cũng tập trung vào những cái vật liệu này, gọi là vật liệu Nature Inspired, tức là những vật liệu mình cứ tưởng tượng có những cái ở Việt Nam mình có những, mình mọi người chắc hình dung là biết những cái cây về mùa hè thì đó, những cái cây phượng hay là những cái lá, cây lá me đó, thì cái lá của nó sau khi mà nó bình thường nó xòe xòe cánh này, mà tùy vào cái tình hình gọi là nhiệt độ nó có thể cụp vào hoặc co ra này, đúng không? Đấy, tùy vào nhiệt độ đấy. Thì khá là thú vị có những cái review đấy, vì trong cái cấu trúc của nó thì nó có những cái dạng nó hoặc là nó control bởi cái quá trình bởi vật liệu nó co giãn, hoặc là nó quá trình fluidic, nó tác dụng như một cái thiết bị fluidic device mà có thể rút nước ra hoặc hút tiêm, mà có thể là push water in, fluid in, để mà có thể open or close cái shape của cái structure đấy. Thì thực ra thì mọi người dùng nhiều các loại vật liệu như chủ yếu như Hải đã nói rồi. Nhưng mà có một cái vấn đề mà mình thấy là khá là thú vị là cái quá trình đó là active hay là passive device, đúng không? Thì ví dụ như là anh phải hình dung là cái thiết bị đó nó dùng trong thực tế như thế nào. Anh dùng trong acoustic application giống như kiểu meta acoustic material, thì hoặc là trong photonic chẳng hạn, thì nó phải thường xuyên operate một cách tự nhiên dưới tác động của cái external source, chứ hoàn toàn mình không có phải control. Nếu mà passive mà mình vẫn phải control bằng nhiệt, hoặc là control bằng các cái thiết bị nối với cái đó, thì nó là một hướng gọi là passive. Còn nếu mà active theo cái hiểu là cái thiết bị nó hoàn toàn là mình leave nó alone, và nó có thể operate, và nó có thể hoàn toàn là operate, có thể hoàn toàn là
tự co giãn hoặc là tự reconfigure by itself, có một cái tự gọi là energy nội tại của nó để có thể nó tự conflict, thì cái loại vật liệu đấy mình chưa thấy nhiều những cái nghiên cứu về cái đó hoặc là những vật liệu về phát triển về cái đó. Ví dụ mình read một cái paper cách đây khoảng độ mấy năm, mình nhóm họ làm về, họ dùng các cái vật liệu train in 3D nhưng mà họ có integrate cái gọi là electromagnetic material dạng fluidic, đúng không? Electromagnetic fluid vào cái structure đó, và sau đấy họ đặt nó ở trong cái từ trường, và họ kích thích cái từ trường theo một cái frequency nhất định, thì cái vật liệu đó do cái magnetic field, thì cái structure giống như cái lattice structure này mà nó fill với cái electromagnetic fluid đấy, mình không biết là cái electromagnetic fluid đấy how cái rheology của nó như thế nào, mình assume rằng họ có thể fill up vào những cái vật liệu kiểu scaffold như thế, và khi mà họ đưa vào các cái structures giống như kiểu trong trong lattice structure và họ compress nó hoặc là họ apply loading, apply cái ứng suất biến dạng vào trong cái structure đấy, thì họ phát hiện rằng là cái vật liệu khi mà dưới tác động từ trường ấy thì nó lại cùng cái như thế, cùng ở các cái frequency khác nhau, thì nó cái khả năng, cái strength của nó khác nhau và có thể điều chỉnh cái đó theo những cái ứng dụng khác nhau. Tất nhiên cái này vẫn là passive khi mà họ phải apply cái từ trường vào nó đấy. Yeah. Thì gần đây có một cái paper khác publish bởi một cái nhóm ở bên Hồng Kông, thì họ cũng làm vật liệu thế, tức là họ có mà cái này khá là thú vị, tức là vật liệu này mình quên không nhớ chính xác cái tên của cái loại polymer nó, nhưng mà họ có thể họ phát hiện rằng là cái khi mà tiêm cái vật liệu này vào cái cấu trúc in 3D bằng polymer này ấy, thì làm cho cái cấu trúc in 3D nó resilient hơn, tức là sau khi anh compress rồi nó break rồi, thì sau anh lại apply heat vào thì tự nhiên cấu trúc nó lại cái cấu trúc này nó lại inflate, nó lại reconfigure lại original shape ban đầu mà vẫn retain được cái strength của nó, giống như một dạng kiểu self healing. Nhưng mà nó chỉ là một chiều thôi, đúng không ạ? Nó chỉ là một chiều chứ nó không thể hai chiều được, đúng không? Hai chiều là theo kiểu compression. Tức là bản thân, tức là khi mình ví dụ như là heating hay là heating thì nó co lại và hai chiều mở rộng ra, thì đấy là hai chiều. Chiều còn không thì hai chiều nó co lại, sau đó mình lại về lấy tay mình kéo ra thì nó lại thành một chiều, thì nó lại là một chiều. Vật liệu đấy mình đọc trong paper đấy là hai chiều. Dạ, hai chiều và họ như bài báo đấy họ publish in scientific research hay gì đó thì cũng khá là thú vị. Thì cái vấn đề challenge đối với họ đấy là cái khi mà print các cái structure đấy thì các cái gap ở trong đó nó rất là small, nên là họ phải cái vật liệu nó phải fill với một cái rheology nhất định để có thể pump được vào các cái gap đấy mà không bị fill toàn bộ cái structure đấy. Thì cái phần chính của cái công nghệ họ làm là họ làm sao họ tạo được cái device mà họ có thể pump được các cái fluid đấy vào trong các cái hollow section để mà tạo ra được cái, để nó penetrate được vào tất cả các cái gap trong cái 3D printed structure. Thì đây cũng là cái hướng mình thấy cũng khá là thú vị đấy. Thì nhưng mà nó thật là nó vẫn là thiên về rất là very fundamental research. Mình thực ra mình chưa thấy cái ứng dụng nào ở trong industry về vật liệu 4D printing này. Thì có gần đây thì mọi người cũng có nói về các cái loại vật liệu mà nó có thể respond to acidic environment để dùng trong drug delivery chẳng hạn, thế như kiểu như Peter mentioned. Tức là bây giờ cùng một cái drug như thế nhá, nhưng mà nó sẽ cuộn theo một cái, khi mà người ta chế tạo nó sẽ cuộn theo một cái chu trình nhất định. Và như Peter đã mention, cái quan trọng là sau khi mà cái drug đấy nó vào trong cơ thể người, nó sẽ release như thế nào, slow or fast, và nó disperse như thế nào. Thì một trong những cái nghiên cứu mà gần đây vì cái nhóm ở Harvard, MIT thì họ tập trung vào nghiên cứu cái loại printing
công nghệ. Bây giờ mình nhớ mình tại vì Peter nói hỏi ở Úc mình chỉ nghĩ ở Úc chẳng có ai không, nhưng mà mình nghĩ ở trên thế giới thì họ mọi người cũng tập trung vào đấy làm nhiều rồi. Tức là họ in cái drug ở such a way để mà các cái drug đấy nó có những cái thành phần mà nó activated bởi cái acidic ở trong cái dạ dày. Khi nó vào dạ dày rồi thì nó giống như một cấu trúc 4D printing ấy, nó tự expel nó dưới cái acid ở trong dạ dày, nó tự deploy những cái module ở trong vào trong dạ dày, nó cũng khá là hay. Thì cũng có một số nhóm làm về cái hướng như thế. Một số nhóm khác thì cũng chủ yếu ở Mỹ thì chuyên về tạo ra các cái con robot nhỏ để cho deploy vào trong các cái đi vào trong mạch máu hoặc đi vào trong dạ dày để làm những cái nhiệm vụ là censoring. Đấy. Thì thực tế mình thấy là cái application đấy, về mặt application cái đó là đã có những cái hướng thể, nhưng mà để ở về mặt bên ngoài acoustic các thứ thì mình chưa thấy những ứng dụng ở trong industry mà cho vật liệu metamaterial acoustic hay photonic mà trong thực tế mà dùng đến 4D printing thì mình chưa thấy. Thì mọi người chắc là vẫn đang nghĩ ở giai đoạn R&D, ở giai đoạn R tức là nghiên cứu và research thôi, chứ chưa đến giai đoạn development, các công ty chắc chưa, họ chưa deploy. Ở structural scale thì mình thấy mình attend một cái conference năm ngoái thì có một mấy nhóm ở Trung Quốc rất là mạnh về mảng 4D printing này, thì họ present một develop cái polymer thì khá là secret. Nhưng tóm lại là nó dùng trong vệ tinh, như là nó có thể dùng trong các cái kết cấu kiểu origami ở trong vệ tinh. Dưới tác động của ánh sáng mặt trời nó có thể expand hoặc collapse cái cánh của các cái vệ tinh nó như thế nào đó, thì hoàn toàn thể control bởi UV hoặc control bởi nhiệt độ. Thì cái đấy là nó có cái structural application, nó làm cái trò như thế. Thì nó cũng liên quan tới cái trình thám hiểm vũ trụ của bên Trung Quốc mà. Thì mình không chính xác về cái polymer của nó như thế nào. Mình chỉ có mình hồi đấy mình thì vật liệu đấy mà tương đối là active. Thì active material tức là mình không có phải tác dụng của gọi là phải manually anh điều khiển từ xa nó co như này co, và nó hai chiều, và lúc thì nguội thì nó co lại, hoặc là lúc mà nóng trời nhiệt độ cao thì bắt đầu nó tự động nó mở ra chẳng hạn. Thế nó tức là hoàn toàn một cách tự động như thế. Mình thì mình chỉ có một câu hỏi này thì họ cũng không trả lời được chính xác, là thì hỏi là như vậy cái tần số sử dụng như thế là bao nhiêu lâu thì hết hạn chẳng hạn, expire nó cứ co bóp khoảng độ nghìn lần nữa thì bắt đầu nó giãn, hoặc là cái polymer nó degrade thì là thôi. Thế nên ngoài ra là ví dụ như là cái polymer này nó có thể design để nó hoạt động dưới áp lực của thermal hoặc là của nhiệt độ, nhưng mà nó lại bị nó lại không đủ strong để mà sustain được các cái external issue khác, external impact khác, ví dụ như là impact ở trong các ứng dụng trong vũ trụ. Cái polymer bất thường, cái structure nào dùng là phải chịu tác dụng của lực impact rất lớn từ những cái fragment ở trong space chẳng hạn, thì nó lại không đáp ứng như thế. Tức là hiện tại nó vẫn ở trong giai đoạn nghiên cứu thôi, chứ còn để mà ra được ứng dụng hết sức là cụ thể thì nó cũng vẫn là một cái chặng đường. Nhưng mà cái hướng meta acoustic thì mình thấy cũng khá là thú vị, bởi vì thực ra là nó cũng không làm lại vật liệu mà nó cũng không ảnh hưởng gì đến quá nhiều đến gọi là cái gọi là ảnh hưởng đến gọi là life threatening type of device, hoặc là những cái gì nó ứng dụng vào cái gì quá là critical mà mình có thể deploy vào những cái gì nó cheap, những cái gì mà nó có thể replaceable mà. Đấy thì hoàn toàn mình có thể dùng những cái ứng dụng như kiểu của Hải nói. Dạ. Em cảm ơn. Rất cảm ơn anh Jonathan đã chia sẻ rất là nhiệt tình một bài talk nói chuyện liền 2 tiếng rưỡi để chia sẻ cái về 3D printing cũng như là trả lời các cái thắc mắc của các bạn. Thì bài talk này nó là rất hay và sát với thực tế. Và thì cũng hy vọng là sau này anh Jonathan có thể là vẫn tiếp tục gắn bó với cả nhóm á, IBM nè. Vâng, thì rất cảm ơn mọi người đã tham gia ngày hôm nay. Thì
Cảm ơn mọi người đã dự cái buổi ngày hôm nay. Thực ra lĩnh vực này thì tương đối mới. Thực ra với mình cũng làm vài năm nay thôi, thì cũng chỉ hiểu được một phần ở trong cái đó. Thì còn rất nhiều ý tưởng hay, trao đổi mọi người thì thấy cũng có nhiều cái có thể collaborate, có thể làm chung in the future. Thì còn rất nhiều vấn đề bí ẩn cần phải tìm hiểu, mà mình cũng excited làm trong cái lĩnh vực này là vì lý do đấy. Nên là hy vọng là in the future là mọi người có thể nhau collaborate, nhau phát triển hướng này, hoặc là có những cái thực ra thì collaboration thì mình cũng có ý tưởng là đấy, thì mỗi người có một cái tất nhiên là có một nhóm, mỗi người có một cái interest, một cái thế mạnh nhất định, một cái lĩnh vực đấy, thì mình có thể liên kết về thực nghiệm như Peter nói, hoặc rồi về mặt mô phỏng, rồi về mặt trao đổi về những cái ý tưởng mới, có thể publish good paper, hoặc rồi về sau đợt sau mình có thể tiếp tới là có thể apply cái grant để mà có thể có những cái tiền đề mình làm chung. Còn network thì mình thấy rất là hay, vì thực ra là trong cái mạng lưới này có rất nhiều các bạn nhiều ý tưởng hay lắm. Mình đọc qua thấy rất nhiều ý tưởng hay, nhiều khi mình đọc paper mình không hiểu thì đâu, nhiều cái quá cái khả năng comprehend của mình đấy, nhưng mà mình đọc mình thấy có những cái nhiều cái ý tưởng rất là hay, mọi người làm vấn đề mới nhiều khi lại đẩy ra những cái ý tưởng rất hay, nên là rất là happy contribute cho nhỏ trong nhóm của mình và trong opportunity trong tương lai. Đồng thời mình cũng nghĩ rằng là có những collaboration mình có thể giúp để sau này nhiều bạn làm PhD chẳng hạn, trong tương lai có thể làm PhD trao đổi giữa Việt Nam chẳng hạn, thế mình có thể giúp trao đổi. Mình cũng ngoài ra mình có thể nói thẳng là mình cũng trong cái hệ thống bên này mình nói mình rất là khá là dành về quá trình gọi là du học rồi PhD process ở bên Úc này, thế nên là ai mà các bạn có cái câu hỏi nào vấn đề đấy mình cũng happy để mình giúp mình giải đáp. Thực ra Úc bây giờ thực ra là cũng là tương đối là safe để cho giới du học sinh hiện tại, như so với Mỹ hoặc rất nhiều châu Âu bây giờ là mọi người sợ không còn với tình hình Covid này, nên là cũng khá là nhiều hạn chế. Thế nhưng mà nếu mà bạn nào mà interest để mà tìm hiểu nước Úc thì rất là thú vị. Thực ra là Úc bây giờ thì mình nói thẳng với các bạn, chia sẻ thẳng với các bạn như này, Úc bây giờ nó có cái chương trình gọi là Talent Global Talent Acquisition, ok, tức là bây giờ anh là nhà khoa học, nó giống như chương trình Global Talent của Mỹ đó, nhưng mà cái chương trình Global Talent của Úc thì nó tương đối là nó target vào hướng advanced manufacturing, biomedical, tức là nó có thể cấp cho các anh cơ chế định cư luôn ở bên Úc. Khi anh là research, good researcher, doesn't matter nếu anh học ở Úc hay là ở Mỹ hay là châu Âu, bên anh có good paper, anh có good collaboration với bên với các đối tác ở bên Úc, anh có những cái demonstrate là anh sẽ là good researcher trong lĩnh vực, họ sẵn sàng cấp visa cho anh sau này, anh không phải đóng 5 triệu đô như các cái chương trình khác đâu. Đó là cái Global Talent nó mới mở năm nay thôi. Thì mình để khuyến khích với anh em là cơ hội rất nhiều. Bây giờ thực ra Úc thì lại rất là thèm khát tài năng, bởi vì sao? Anh không thể compete in term of labor được, bởi vì ngay sát nách anh có ông Trung Quốc và ông Ấn Độ. Hai ông này không phải như xa như ở Mỹ mà dễ bị distract được, ảnh hưởng. Ông này là ở sát nách nên các ông ấy control rất nhiều thứ, thế nên là chỉ có cách là đầu tư vào công nghệ cao, advanced manufacturing mới có thể compete được. Trong chính phủ Úc xác định được những cái đó, thế nên là họ rất muốn có rất nhiều cái tài năng về nghiên cứu mà có thể sang Úc làm việc. Và cái chương trình này là chưa bao giờ xuất hiện được, mà gần đây thì họ cũng mới mở gần đây, và thực ra là họ evaluate trên publication của bạn, họ evaluate trên cái collaboration của bạn, họ evaluate trên cái recommendation của collaborator của bạn, họ evaluate dựa trên patent bạn có. Đấy. Nếu mà bạn có những cái yếu tố đó thì hoàn toàn cái opportunity mở, thì
Mình cũng muốn là càng có rất nhiều người Việt Nam sang đây xây dựng community researcher rồi engineer bên này. Nó gần Việt Nam hơn rất nhiều so với Mỹ và các nước khác ở châu Âu. Đấy thì chia sẻ với các bạn với anh em trẻ như thế để nói thật là mình thì cũng làm thời gian đây rồi thì mình cũng thấy rằng là càng đông càng vui mà tạo điều kiện cho bạn trẻ thì mình thấy là cái interest của mình nữa. Đúng rồi ạ. Úc thì phải nói là rất nhiều cơ hội ạ. Rất nhiều cơ hội mở. Vâng, thì Úc, anyway rồi, Úc thì cũng facility không thua kém gì các nước châu Âu đâu, có đây cái đó và quan trọng là mình phải determine thì mình có và rèn luyện cái tiếng Anh và các thứ của mình. Cái tiêu chuẩn cứng của nó họ là tiêu chuẩn tiếng Anh thôi. Còn lại thì các cái tiêu chuẩn về khoa học thì tương đối là transparent. Vâng, đây thì cũng rất cảm ơn anh Jonathan và các mọi người đã tham gia cái buổi seminar ngày hôm nay ạ. Thì cũng chia sẻ rất là chân thật và cởi mở của anh Jonathan. Vâng, thì bây giờ cũng là cuối năm rồi thì thay mặt các thành viên của IBMnet thì cũng xin chúc anh Jonathan và mọi người một năm mới là nhiều thành công và sức khỏe, hạnh phúc. Dạ vâng, tôi cảm ơn anh ạ. Rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhiều thành công, dạ. Nhiều paper xịn trong năm mới. Dạ vâng, hy vọng sang năm thì sẽ là một năm sáng sủa hơn ạ. Dạ. Okay, bye bye. Bye mọi người. Vâng. Cảm ơn anh ạ. Bye bye.